Mọi người thấy màn hình của em chưa ạ? Rồi, thấy nè. Dạ thì hôm nay em sẽ nói về map và location ở trong R. Đây thì như mọi người đã biết, đây là một hình bản đồ nước Việt Nam. Thì lúc đầu khi mà em nhìn vào hai cái biểu đồ này á, thì đầu tiên là em cảm nhận là ồ, sao mà người ta vẽ được những cái biểu đồ mà nó màu sắc rồi nó phân chia được như thế này. Thì những cái biểu đồ này á, nó cũng thể hiện được những cái nội dung trên cái biểu đồ đó, như là ví dụ như nhìn vào cái biểu đồ phía tay phải này, thì đây là một cái biểu đồ từ một bài báo mà người ta vẽ ra để mà người ta thể hiện những cái con số mà người ta ước tính về cái số bệnh nhân bị lao phổi kháng thuốc ở Việt Nam năm 2003. Thì em có để cái link bài báo đó ở đây. Thì lúc đầu là em nghĩ là nó sẽ khó và nó sẽ phức tạp lắm, nhưng mà thật ra trong R thì mình có thể dễ dàng mình vẽ được những cái biểu đồ như thế này. Thì cụ thể là vào bài hôm nay thì em sẽ trình bày một cách tổng quan về về data cũng như là một số bước cơ bản để mình có thể vẽ được những cái biểu đồ như thế này bằng những cái bucket đơn giản. Thì dạng biểu đồ này thì cũng có rất nhiều cách để mà người ta xây dựng nên, từ đơn giản cho tới phức tạp, thì tùy theo cái mục đích mà mình muốn thể hiện nó. Thường thì với những người nghiên cứu khoa học thì em nghĩ chắc có lẽ là người ta chỉ cần vẽ những cái biểu đồ không quá phức tạp kiểu đơn giản như thế này, rồi người ta sẽ áp những cái con số mà người ta nghiên cứu để người ta thể hiện cho nó trực quan và sinh động hơn. Còn nếu mà về để đi vẽ được một cái bản đồ mà phức tạp hơn hoặc là có nhiều tương tác trên cái bản đồ đó thì chắc là nó không có nằm phạm trù trong cái bài hôm nay của em. Thì cái dàn bài hôm nay em nói là đầu tiên em sẽ nói về giới thiệu về cái data để vẽ nên được cái bản đồ. Thứ hai là những cái package để mà mình vẽ nó. Thứ ba nữa là cách để mà mình vẽ được ví dụ như là một cái bản đồ thế giới. Và cái phần thứ tư là phần thực hành về vẽ nên một cái biểu đồ Việt Nam. Và em có thêm một cái ví dụ để mà mình có thể áp dụng cái số liệu lên cái bản đồ, giống như cái hình lúc đầu nãy em có giới thiệu. Thì đầu tiên là R là nó là một cái công cụ tuyệt vời để mà mình phân tích dữ liệu không gian địa lý. Nó thì có rất nhiều cái package hỗ trợ cho mình làm điều đó. Để mà mình vẽ được một cái bản đồ thì mình phải làm theo hai cái bước. Thì cái bước đầu tiên là mình sẽ tìm cái data và load nó vào trong R. Cái ranh giới vùng thì sẽ được lưu trữ trong những cái tệp như là SAP file hoặc là Geo, cái tệp này. Thì ví dụ hai cái tệp này thì mình có thể tải từ những cái đường link trên R Graph trên này. Em có để ở đây cho mọi người tham khảo. Và ngoài ra thì mình có thể đơn giản hơn là mình có thể lấy data trong cái package trong R có sẵn. Và cái bước thứ hai là mình sẽ thao tác và mình sẽ vẽ nó. Và cái package để mà mình vẽ nó là có thể là cái package XP hoặc là cái ZZ2. Thì cái package ZZ2 thì nó quá quen thuộc với mình rồi. Em sẽ không nói nhiều ở đây. Và cái map visualize này thì nó sẽ được sử dụng để mà người ta phân tích và hiển thị những cái dữ liệu liên quan tới địa lý và trình bày nó dưới dạng bản đồ. Thì khi đó thì nó sẽ được rõ ràng và trực quan hơn. Và chúng ta có thể thấy được cái sự phân bố cũng như là tỷ lệ dữ liệu trong từng khu vực một cách trực quan hơn. Thì mỗi một cái location trên thế giới này đều sẽ được xây dựng đều sẽ được
sẽ đều được xác định bởi hai con số. Và con số thứ nhất đó nó là longitude, là kinh độ thì là trục x, còn latitude là vĩ độ ở trục y. Sau khi mà mình xác định được hai cái tọa độ đó rồi đó, thì mình có thể sử dụng cái hàm là polygon để mình hiển thị cái địa điểm đó lên. Thì cái việc biểu diễn kinh độ và vĩ độ này nó rất là đơn giản. Nhưng mà còn cái việc mà để mà người ta xác định được cái kinh độ và vĩ độ này thì nó rất là phức tạp. Nhưng mà người ta cũng rất là hay, người ta cũng xác định được và người ta đã xây dựng được những cái database cho mình sử dụng ngày hôm nay. Thì trong R nó sẽ có hàng loạt cái package để mà mình vẽ được cái việc để mình vẽ được cái bản đồ. Ví dụ như là cái package XP ở đây thì nó có thể giúp chúng ta định hình cái cơ sở dữ liệu của mình. Hoặc là cái package thứ hai này thì ở đây nó viết tắt của Geography, thì nó sẽ giúp chúng ta biên tập dữ liệu như là biên tập dữ liệu diện tích hoặc là chu vi. Còn cái package thứ ba này á là nó sẽ có một số cái hàm cơ bản để mà mình sử dụng, và cái package này thì nó rất là thường dùng. Cái package thứ tư là cái package map, thì package này nó sẽ gồm kinh độ và vĩ độ của bất kỳ cái địa điểm nào trên thế giới luôn. Và tiếp theo là cái package raster này. Cái package raster này nó bao gồm không chỉ cái data về kinh độ và vĩ độ như cái package map ở trên, mà nó còn cho phép chúng ta có thể viết, phân tích hay là mô hình hóa dữ liệu liên quan tới địa lý. Và hai cái package cuối này là cái package để mình visualize cái data lên và mình có thể điều chỉnh cái màu sắc cho nó. Đầu tiên đó là em sẽ đi vào cái Polygon Map. Đây là một cái hàm cơ bản nhất để mà mình có thể dựng lên một cái địa điểm từ hai con số đó là kinh độ và vĩ độ. Ở đây em sẽ sử dụng cái data, cái function là map data trong cái library ZLot2 để vẽ nên biểu đồ của ở Michigan. Thì ở trong cái data này nó sẽ có những cái biến quan trọng để mà mình có thể vẽ được một cái biểu đồ. Thứ nhất đó là long này có nghĩa là longitude là kinh độ, còn lat này là latitude là vĩ độ. Còn cái và cái vùng cũng như là cái vùng nhỏ trong cái Michigan này, thì những cái con số này á mình có thể dựng trên một cái dựng trên trục, thì trục x nó sẽ là kinh độ và trục y nó sẽ là vĩ độ. Ở đây có hai cách để mà đầu tiên đó là mình có thể vẽ từ cái kinh độ vĩ độ này thành một cái biểu đồ chấm. Thì nó sẽ mình sử dụng random ball đó, thì nó sẽ cho mình ra được một cái bản đồ như thế này. Những cái chấm này là nó tạo ra từ kinh độ và vĩ độ, thì mình cũng hình dung ra được là cái hình dạng cái bản đồ ở cái khu vực đó mình vẽ như thế nào. Và khi mà nếu mà mình không sử dụng cái random ball đó, thì mình có thể sử dụng cái package sử dụng cái function đơn giản hơn là random polygon á. Thì nhìn vào hai hình này mình thấy là nó cũng như nhau thôi, nhưng mà cái polygon này á nó sẽ nối những cái điểm này lại với nhau cho ta thấy được một cái khối là một cái khu vực vị trí địa lý mà mình dựng nên từ cái kinh độ và vĩ độ. Thì cái code để vẽ cái này á là vẽ từ package ZLot2, thì em có để trong cái rip, cũng có thể tham khảo cái code của cái phần này.
Đến với cái phần thứ hai là cái package leaflet này, thì đây là một cái package cho phép chúng ta có thể tương tác trên cái map. Thì tương tác trên cái map này như thế nào, thì đầu tiên là mình load vào cái library của nó vào, sau đó thì mình sẽ sử dụng cái function là leaflet này để tạo ra một cái khoảng. Thì ở đây khi mà mình gõ leaflet này, nó sẽ cho mình tới một cái không gian thứ hai, đó là cái dạng HTML. Thì lúc đầu á, khi mà mình qua được cái bên này á, mình phải gõ thêm một cái function là add title, thì nó mới thể hiện những cái tên, những cái vị trí ra cho mình. Thì ở đây tại sao người ta gọi là cái bản đồ tương tác, tại vì nó cho phép mình có thể phóng to hoặc là thu nhỏ. Ví dụ như là khi mà em tạo ra được cái bản đồ bên tay trái này, thì em hoàn toàn có thể phóng to và zoom lên như cái bản đồ phía bên tay phải này, là nước Việt Nam của mình này. Thì để mà hứng thú hơn thì chắc em nhờ một anh chị nào đó có thể xem màn hình để xem cái bản đồ này trong đó nó có cái gì, nó cho phép chúng ta có thể xem những cái gì. Hoàng ơi, Hoàng xem màn hình cái phần này giùm tôi được không? Ok, để tôi xem. Con thấy màn hình của tôi chưa? À, thấy rồi á Hoàng. Cái chỗ nào? Cái dòng thứ 27 28 á thì lát cái à quên nữa, em quên nói là mọi người có thể install những cái package này, nếu mà gặp lỗi thì có thể mình fix luôn ở đây, tại vì nó cũng có khá nhiều cái package mới. Tôi mới tải cái này, nó nhìn nó không được. Để tôi tải lại cái này, như cái bucket này tôi tải không được. Đúng rồi, tôi tải không được cái bucket này. Cái Hình như này là chị tải được á, để chị share cho nha. cảm ơn chị. Để tôi fix cái Hoàng, Hoàng ơi, hình như Hoàng phải tải thêm cái Tera ở ngoài cái tập terminal mới á. một. Ok, cái Tera là cái Cái bên cái sudo apt-get install á, bên đó. Ok. Thử xem. Cảm ơn Phương. Vậy chị Minh xây giùm em. Bây giờ mình đi tiếp dòng bao nhiêu vậy Kim Cương? Dạ chị, cái phần cái dòng 35 tới 38 á chị. Chị enter đi. Đó thì khi mà gõ enter ra thì nó sẽ ra cho mình qua cái trang web mới. Thì chị có thể kéo zoom hoặc là lăn con chuột đi, thì nó sẽ ra cho mình những cái vùng mình có thể zoom hết mức luôn á, thì mình có thể thấy được tới cái đường luôn á chị. Ý là em thấy cái biểu đồ này nó cũng hay, người ta xây dựng nên rất là chi tiết luôn. Rồi cái background của cái data, cái bản đồ này thì mình cũng có thể hoàn toàn thay đổi. Ví dụ như là mình muốn thay đổi, mình xem cái bản đồ với cái background là NASA hoặc là Google Maps thì mình cũng có thể làm được.
cái phần dòng 50 á chị. Dạ, mọi người thấy là nó chuyển ra qua cái background của NASA, hoặc là có những cái background khác mà em có để kèm thêm trong cái clip á, ví dụ như là Turbo Map hay là Ray, thì mọi người có thể thay đổi cái package để mà mình xem nó như thế nào. Thì nó sẽ thay cho mình thấy là cái bản đồ nó rất là biểu đồ nó xây dựng rất là đẹp, rất là trực quan luôn. Dạ rồi. Rồi em cảm ơn chị, để em quay lại. Dạ. Thì sau cái phần này thì em sẽ đi tới cái phần là mình có thể vẽ nên được một cái biểu đồ thế giới như thế này đây. Thì đầu tiên để mà mình vẽ được một cái bản đồ như thế giới, bản đồ thế giới thì mình sẽ cần load vào cái library là GLoad2, và mình cũng sử dụng cái function là map data, và cái trong này mình sẽ để là word, thì nó sẽ ra cho mình những cái kinh độ, vĩ độ. Và cái group ở đây á là em tìm hiểu thì cái group ở đây nó là cái quốc gia, thì mình có thể vẽ nên một cái biểu đồ thế giới như thế này. Để em nói luôn rồi xíu mình làm một lượt. Và ngoài ra thì mình ngoài vẽ được một cái bản đồ thế giới như thế này thì mình cũng có thể extract nó ra những cái biểu đồ của những cái nước nhỏ nhỏ hơn. Nếu mà mình muốn extract cái data này chỉ vẽ một số nước trên thế giới thôi thì mình cũng có thể làm được, và mình sẽ trích xuất ra những cái kinh độ và vĩ độ trong cái data này. Ở đây ví dụ như là mình ở đây thì ví dụ như mình muốn vẽ một cái biểu đồ Việt Nam á, thì mình sẽ sử dụng cái data, mình sẽ lấy data là GADM, và cái country đây mình sẽ chọn là Việt Nam, cái level bằng 1. Level bằng 1 ở đây có nghĩa là mình sẽ vẽ nó theo phân bố là gì, những cái tỉnh thành. Còn nếu mà level bằng 2 á thì nó là huyện, thành phố, thị xã. Thì ở trong cái data này nó sẽ có những nó cũng sẽ có kinh độ, vĩ độ cho mình, hoặc là những cái group ID, là cái ID ở đây có nghĩa là cái ID của những cái tỉnh, là sáu mươi ba tỉnh thành. Thì bên tay phải đây là một cái biểu đồ mình vẽ ra từ cái data như thế này. Thì mình thấy cái biểu đồ này nó chỉ thể hiện ra những cái tỉnh thành ở nước Việt Nam thôi, chứ nó chưa phản ánh cho mình được những cái con số hay là cái ý nghĩa gì hết. Thành ra là nó cũng chưa có ý nghĩa cho lắm. Thì trong thực tế là mình phải có một cái con số gì đó mình thể hiện lên, ví dụ như là cái tỉnh thành đó, ví dụ như những con số mà người ta thống kê được và người ta sẽ áp lên trong cái bản đồ này. Ví dụ như ở đây người ta sẽ để như cách làm cái dân số, cái bản đồ này nó sẽ thể hiện cái dân số của cái tỉnh. Thì để mà mình vẽ được cái những cái biểu, những cái bản đồ này thì chắc là mình sẽ thực hành một xíu. Mà cho tôi hỏi tí xíu đi em, cái dân số 11 với em. Dạ. Em mở vừa nó ra. Sao ở chỗ Hà Nội, gần chỗ Hà Nội phía bên tay phải á, đó nó là mấy bạn ít ít dân số quá vậy Bắc, em có biết tại sao
Bên tay phải này thì có những cái tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, thì Thái Bình ở đây. Không hiểu sao nó lại ít thế. Ở quê em thì Hải Dương quê em thì cũng không phải là quá ít ạ. Nhưng trẻ con đồng bằng thì chẳng không biết là Mọi người thấy ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh ở dưới đúng không? Ngay chỗ 106 á, cái lon ở 106 á thì đen thui đúng không? Là dân số rất là đông đó. Và do ở cái phần mà Tây Ninh á, đó, Tây Ninh, Đồng Tháp đồ á, mấy cái chỗ đó thì rất là ít dân số đúng không? Thì hiểu được ví dụ vậy đó. Còn ở Hà Nội khu nguyên cái chỗ trung tâm đó là nó là chỗ sông Hồng mà đúng không? Tôi không hiểu tại sao nó lại ít dân số và nó đi ra tới cái chỗ mấy ngoài biển ngay chỗ kia luôn thì cũng không hiểu tại sao lại ít dân số hả? Cũng lạ quá, tôi không 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 biết tại sao luôn. Em cũng không biết là cái data này em lấy là như là thu thập từ năm 2003 thì nên là không biết lúc thời điểm đó thì nó như thế nào em không biết. Ủa còn chỗ của Hiếu, Hiếu là khúc nào vậy Hiếu? Dạ huệ là khúc là khúc giữa giữa Chắc thế giữa nè, giữa là cái khúc xanh đậm hay là xanh hơn xanh lợt đậm lợt? Xanh đậm hay là dân số chỗ đó cũng nhiều đúng không? Chỗ của em là chỗ lật lật thế nè. à, chỗ lợt lợt. Dạ nó tắt dữ liệu cũ rồi, em nghĩ là có thay đổi như thế nào. Giờ dạ, thế thì như em nghĩ ở đây ghé theo mật độ dân số để cầm số đó chắc là Nếu mà nhìn vô trong đây thì thấy ở Sài Gòn sao mà đông người quá ha, mình thấy đáng sợ thiệt. đất chật người đông này. Mình học xong cái này rồi mọi người thấy được là nó rất hữu dụng ha, đặc biệt là những người làm dịch tễ, ví dụ vậy đó đúng không? Ví dụ như số ca nhiễm COVID đúng không? Của ngày nào đó ở tất cả các tỉnh thành, ví dụ vậy đó có bao nhiêu ca nhiễm đúng không? Đó. Thì cái này học rất là thực tế luôn á mọi người ha. Hoặc là thu nhập bình quân đầu người ở các tỉnh đúng không? Đó. Hoặc là trong bài này là dân số nè, hoặc là cái độ tuổi đó của mỗi vùng. Thì mọi người thấy vẽ lên độ tuổi mọi người sẽ thấy kinh hãi hơn. Đó tôi từng dự, tôi với thầy Tuấn có đi dự một cái buổi về cái độ tuổi á, thì tất cả các tỉnh thành mà miền quê mọi người toàn là người già không à, đặc biệt là chỗ người miền Trung á mọi người. Đó. Trời ơi, dân số già lắm mọi người ơi, ở ở chính giữa mọi người đó, còn trẻ là tập trung ở Sài Gòn với lại Hà Nội đó mọi người đó. Mọi người Dạ chưa cái thấy sự khác biệt đâu, nhưng mà vẽ lên cái là mọi người thấy là nó, cái này là một cái dạng heat map, nó vẽ lên cái là thấy rất là kinh khủng luôn á, có một sự phân tầng rất là rõ ràng đó. Sao Hiếu? dạ em nghĩ là trẻ đi làm, đi vào những thành phố lớn để đi làm thì Như vậy thì rốt cuộc nông nghiệp đâu có ai làm đâu nếu mình dậy đi hết rồi. Tại nông nghiệp á là không có mang cái tính chất là ở trong trường không có dạy mọi người đó. Thí dụ như Kim Cương với lại Hoàng nè, học ở bên trường nông nghiệp á. Ở nông nghiệp không có học chứ không có dạy trồng lúa mọi người. Khoa nông học cũng không có phải là dạy trồng lúa thiệt sự đâu. Mà tôi có từng đi học qua tôi biết đó mọi người. Đó bởi vậy là mấy tụi nó học để tụi nó đi đi ra nó sale, nó buôn bán thuốc trừ sâu, bán máy, bán này bán kia chứ không có dạy trồng lúa. Bởi vậy là những người già đó mà theo ông theo bà rồi thì không biết ai sẽ trồng lúa, ai sẽ làm nông nghiệp, tôi không biết. Đó. dạ em Còn cái nghĩ chỗ của là sao em? dạ em nghĩ là càng ngày kiểu như là máy móc nhiều, đối nhà em thấy là ngoài Quảng Trị là hồ đa phần là hồ hồ có trồng theo mẫu mẫu là một nhà là mấy mẫu, có nghĩa là đến đến mua là họ họ, họ cắt bằng máy hết chứ. Dạ Bây giờ đã cơ giới hóa hết rồi đúng không mình dạ dạ hả? Nhà em có làm nông nghiệp không Hiếu? dạ có, nhưng nhà em làm kiểu như một hai sao để đủ ăn thôi, chứ cũng phải là làm để buôn bán gì hết ạ. Sướng quá ha, được ăn Dạ hữu cơ, rất hữu cơ luôn. Vậy là Hiếu là dạ sướng lắm luôn. Còn còn Thiên thì sao em? à, dạ lúc trước thì nhà nội em có
nhà ngoại nhà nội em ông bà thì có trồng lúa thầy, nhưng mà bây giờ thì tới thời cha chú em thì toàn là nuôi tôm thôi chứ không có trồng lúa nữa. Tại đất Kiên Giang của em bây giờ là nó nhiễm mặn hết thầy, trồng lúa khó lắm. Ừ. Ừ. Ăn tôm thay cơm nha mọi người. Mà mấy chú em nói là bây giờ nhìn con tôm là ngán tới cổ họng á thầy. Ừ. Cái người nuôi người ta mới ngán. Ừ. Mà em thấy bây giờ trồng lúa người ta cũng phân thuốc dữ lắm á thầy, chứ ít khi nào mà người ta trồng hữu cơ lắm. Chưa nào tự nhà chồng mình ăn thì mình vậy thôi đúng không? Đó chứ còn nếu mà chồng cho người ta ăn thì cứ bơm thuốc vào. Mà em thấy ở đây thì cái diện đó thì cũng ít lắm, hầu như là người ta cứ phân thuốc vô để cho năng suất cao nhiều để người ta bán thôi, xong rồi người ta lại mua gạo về người ta ăn đó thôi, chứ ít xay lúa lắm. Em thấy nó ngược ngược vậy. Nè em cũng xay bao nhiêu kiểu như là vẫn phụ thuộc bình thường, kiểu như là đến để mua là hợp tác xã là hồ Bắc hồ kia là mình đi phúng cả thôi, là bị xấu bỏ rồi là mình vẫn phúng thôi. Chứ không phun thì nhà bên kia nó bay qua nhà mình đúng không, tại côn trùng nó di chuyển được mà. Rồi tiếp tục đi Kim Cương. Thì mình có thể thực hành vẽ cái biểu đồ thế giới này và à, những cái biểu đồ Việt Nam như cái số liệu nãy em có đưa ra gửi cho mọi người, mọi người có thể xem và vẽ thử giùm em. Ở trong đó nó có một cái file là vẽ Excel. Nhà để em vẽ chứ, nhà để mình xem nhé. Vâng. À, cảm ơn Hiếu. Dạ. Dạ mọi người thấy em xem nhé. Thấy rồi. Dạ dòng chạy bắt đầu từ dòng nào về Kim Cương? Dòng 77 đi Hiếu. 77. Thì đó là mình sẽ lấy cái data của thế giới ra, mình sẽ vẽ. Mình vẽ bằng ggplot. Nó bị lỗi hả? Này mình vẽ được mà, đóng việc mình kia. À, bị lỗi trong trên mình bị lỗi phải. Trong 82 mình lỗi. Đợi em xíu. Cái phần đó chắc để em coi lại nha. Mình có thể vẽ cái biểu đồ của những cái nước nhỏ nhỏ từ cái data thế giới đó, như là mình có thể vẽ Việt Nam, Lào, Campuchia hoặc Thái Lan nè. Rồi. Thì ở dưới thì nó có một số cái ví dụ để mình vẽ, như ví dụ như vẽ những cái nước EU nè. Thì thì ở cái biểu đồ này thì mình có thể vẽ ra mình color cho nó, hoặc là mình gắn nhãn cái tên của cái đất nước ấy. Thì mình cũng có thể hoàn toàn vẽ được một cái biểu đồ như thế này. Tiếp theo là mình sẽ vẽ biểu đồ Việt Nam đi cho nó thực tế một xíu. Giờ anh phụ gửi chi để em trải thử. Giới hạn lỗi anh ạ.
À, nó lót lâu thôi nhưng mà nó vẫn ra hiểu mà. Tại nó nhiều quá. Dạ. Nó dòng tạm mới hái hả? Để có thì. Em cảm ơn anh Phú. Nó sửa để chỉ thu vô giống hoặc kép là được. Để nó phải string. Để tắt mạng em bị gì nên nó vẫn chưa chạy được à? Mình xuống vẽ thử biểu đồ Việt Nam đi Hiếu ơi. Là lót những cái packet đó vào, không biết là nãy giờ Phú có bị lỗi không? Intern packet cho. Anh này hiểu gọi lót rồi. Thì mình đi từ ha. Thì cái data Việt Nam này mình sẽ lấy từ cái GADM ra và mình sẽ vẽ theo cái cấp độ là những cái tỉnh thành ha. Thì cái dòng 144 á là mình sẽ lấy những sẽ lấy data chỉ những cái van name bằng 1 á là cái tỉnh của mình đó. Thì khi mà mình enter cái dòng đó thì mình sẽ được những cái kinh độ và vĩ độ theo cái tỉnh. Bọn hình như hiểu không bị lỗi gì á. Không hết hết bây giờ nó ra là đúng. Đúng. Rồi, mình sẽ vẽ cái biểu đồ cho nó. Thì như lúc nãy em có nói thì cái biểu đồ này thì nó chỉ là visualize ra cho mình những cái tỉnh thành thôi, nó chưa có một cái con số thực tế gì hết. Nó cũng chưa có ý nghĩa gì lắm. Thì tiếp theo thì mình sẽ load thêm một cái data dân số để mình áp lên cái biểu đồ bản đồ này. Thì nhưng mà không biết là Hiếu có hiểu cái cách để mà mình sử dụng những cái con số của dân số mình áp lên không ha? Để xem lại nè. Ít nên nó sẽ được cả băng băng lòng mà. Đi sẽ được cả băng lát. Thì lúc đầu là mình cái data VN của mình á thì nó sẽ có kinh độ và vĩ độ của những cái tỉnh. Thì mình thấy ở đây có cột ID nè và cái data dân số của mình á thì nó cũng có cái cột là ID á. Thì hai cái data này do mà người ta đã xây dựng nên thì chắc chắn là nó sẽ có trùng với nhau để mà người ta mới vẽ được. Thì ở đây mình sẽ merge giữa hai cái data này lại, một cái là dân số, một cái là có kinh độ vĩ độ, thì mình sẽ merge lại bằng cái ID. Thì sau đó thì mình được một cái data mới thì mình mới vẽ từ cái data này ra với trục X là kinh độ và trục Y là vĩ độ, và mình sẽ fill theo cái số dân số thì mình sẽ được một cái biểu đồ như thế này. Thì cái phần dưới thì Hiếu có thể vẽ thử xem cái bản đồ Việt Nam mà ở cái level 2 là tỉnh thành thành phố thì nó sẽ chia nhỏ ra nhìn như thế nào. Thì mình chỉ cần thay đổi cái level bằng 2 thôi thì cũng giống như ở trên là mình cũng vẽ ra được một cái bản đồ Việt Nam. Ở cái dòng đó là đúng rồi.
Đó thì đó là cái bản đồ Việt Nam, không biết là Hiếu thấy như thế nào ha, thấy vẽ được những cái biểu đồ này nó thấy nó có hay không, tại vì hầu như trước giờ là mình không nghĩ tới mình có thể vẽ được như thế này. Kiểu kiểu thì sẽ còn thấy có trong theo hiểu thì vẫn có thêm nó kiểu như trong cái dashboard, trong ví dụ trong cái dashboard của hiểu thì hiểu cũng có tham khảo kiểu như là cũng có sử dụng bên bên này là người ta cũng có kiểu như là ở đây là họ sẽ có hiển thị thêm cho mình thấy rõ hơn, mình nghĩ là vậy thôi. Hiếu có thể share chia sẻ cái phần đó được không? À, cái đi trong phần đặt bỏ mà hiểu chưa sửa sửa trong này cái đi nó mới tham khảo thôi á. Mình vì cái Cái đó đi cũng sẽ có hay. cái đi liên quan tới dữ liệu phần trên nữa, đến vài bữa hiểu trên bài phần đặt bỏ thì sẽ có phần chỉnh sửa phần map này và nói. Thì trong cái clip của em gửi có một cái ví dụ sử dụng cái bắt kịch là SF á, thì nếu mà mọi người tải được cái thư viện đó thì mọi người có thể vẽ vẽ thử ha, tại vì cái bắt kịch này em tải về nó cũng bị lỗi nên là em không vẽ được. Thì cái bắt kịch đó thì mình có thể vẽ và mình gắn nhãn lên cái vùng cho nó, ví dụ như là ở đây người cái code đó sẽ vẽ cái bản đồ của nước Úc, nó sẽ có những cái nhãn như thế này, nhìn cũng khá là đẹp nhưng mà tiếc là em không tải được, nó bị lỗi nên em không vẽ ra được. Không biết là mọi người có thử intone được cái đó không? Hiểu in toán được ạ. Phần trên phải intone chấm bắt kịch SF hay xong mới gọi gọi ra được. Cái đó Hiếu chưa chưa có cài. Anh thấy cài hơi lâu nhưng mà anh cài được, cài đó xong mình cài thêm cái OZ Map nữa thì vẽ được cái hình giống như em gửi trong tin nhắn. Dạ, đúng rồi. Vậy Đó. thì mình có Em thể nên về chưa? mình có thể vẽ thêm cái đó. Nhìn nó cũng hay hay nhưng mà em vẽ không được, để về em fix lại. Dạ. Thì để em quay lại cái phần. À, Kim Cương ấy bận bận bật mình lên vậy này hiểu tăng năm hay chẳng á. Dạ, thì cái R này nó thật sự là nó hữu dụng cho mình để mà mình visualize những cái map data như thế này, và cái những cái biến quan trọng để mà mình xây dựng nên được một cái bản đồ đó, đó chính là kinh độ và vĩ độ. Thì cái kinh độ và vĩ độ thì thường nó sẽ nằm trong cái package raster này, nó sẽ cho mình kinh độ vĩ độ ở những cái vùng mà mình muốn vẽ. Và cái bắt kịch để mà mình vẽ nên đó là GD.2. Thì sau khi mà tìm hiểu cũng như là biết tới cái phần này thì em thấy rất là hữu dụng luôn. Ví dụ như như thầy có nói hồi nãy thì mình nó hoàn toàn có thể hữu ích cho mình trong cái việc visualize data của mình, cho cái nghiên cứu của mình. Ví dụ như là mình có những cái nghiên cứu tổng quát hay toàn diện gì đó, mình có thể vẽ nên một cái vùng địa lý á, thì nó rất là hay luôn. Không biết cái phần của em á, thì mọi người thấy như thế nào, hay là có câu hỏi gì không ạ? Mọi người có câu hỏi gì không? Hỏi đi mọi người để giúp đỡ Cương. Cái data để vẽ cường của mỗi cái package đó là nó có update không hay là nó chỉ cố định thôi? Mỗi lần mình ví dụ mình muốn vẽ cái dân số mình phải kiếm dữ liệu khác mình áp vô đúng không? Hay
hay là đúng rồi, nó tự đúng rồi, đúng rồi. Chứ nó không update à? Còn cái package trong R update là tôi nghĩ nó cũng sẽ update, giống ví dụ như đang sử dụng R4.1 hay là mình lên R4.2 thì có thể là một số package trong đó nó sẽ update. Còn cái data để mà mình áp lên cái biểu đồ này á thì hình như là em nghĩ là phải mình nghiên cứu hoặc là mình tìm ở ngoài mình áp lên đây. Ok, cảm ơn Cường. Rồi, có ai hỏi gì nữa không mọi người? Không biết là em có đi nhanh quá không vậy mọi người? Có thể góp ý cho em luôn. Nếu mà không có thì em nói lại một lần nữa, tóm tắt lại á, cái ý chính trong bài này của mình đó em. Chứ là mấy cái phần mà code nào mà quan trọng á, để mình có thể lấy được cái bản đồ của từng một cái đất nước á, hoặc là lấy một cái đồ của tỉnh nào đó, thì cái những ý đó là quan trọng nhất trong cái bài này của mình, đúng không? Em nhớ nhá. Thì để em sẽ tóm tắt lại cái phần nói của em hôm nay đó. Thì để mà mình vẽ được một cái bản đồ đó, thì hai cái con số quan trọng là mình phải tìm được cái kinh độ và vĩ độ của nó. Thì thường kinh độ và vĩ độ đó, thì nó sẽ nằm trong cái package raster này, hoặc là mình có thể lấy từ cái map data này mình có thể lấy luôn nguyên cái bản đồ thế giới, trong đây nó cũng có kinh độ và vĩ độ cho từng nước, mình có thể extract nó ra giống như là mình chỉ lấy một số nước thôi, như là Lào, Campuchia giống như hồi nãy mình có vẽ. Dạ đây. Đây. Thì mình có thể lấy ra từ cái map data của cái thế giới này và cái region này là cái tên đất nước mà mình lấy ra, thì mình cũng sẽ có được kinh độ và vĩ độ cho cái đất nước đó mà mình muốn vẽ lên. Còn cái bản đồ Việt Nam á, thì thường là em thấy lấy từ cái get data của GADM này, cái country là Việt Nam, và mình sẽ vẽ được cái biểu đồ Việt Nam. Còn giống như hồi nãy Hoàng có hỏi á, thì cái data này á, là em cũng lấy từ cái nghiên cứu của một cái nghiên cứu trên mạng, thì em mới tải về và em mới áp vô được trong cái bản đồ Việt Nam của mình. Tại vì khi mà người ta đã muốn visualize cái data của người ta thì chắc chắn là người ta sẽ thiết kế sao cho hai cái data nó trùng với nhau, giống như là cái data của người ta thì nó cũng có cột ID nó trùng với cái data kinh độ vĩ độ ở trên trên này của mình. Thì từ đó thì mình có thể kết hợp lại và mình vẽ nên được một cái biểu đồ Việt Nam theo cái số liệu mà mình muốn thôi. Dạ. Yeah. Ngoài ra thì nếu mà mình có thể custom hoặc là mình điều chỉnh sao đó cho cái màu sắc thì mình cũng có hoàn toàn cũng có thể điều chỉnh được. Thì những cái đó thì mình cũng có thể lên Google mình search và nó sẽ có ra những cái gợi ý cho mình. Dạ. Rồi, cảm ơn em.
Ở đây mọi người có nghĩ được cái ứng dụng nào mà nãy mình có nói xong rồi đó? Mọi người có từng làm cái nào mà liên quan tới cái này chưa? Liên quan tới biểu đồ hay là vẽ mấy cái này chưa? Ví dụ như về nông nghiệp đi, ở đây có kim cương nè, có hoàng nè, với lại có thiên nè, làm về nông nghiệp á, thì có thể cho ví dụ về cái nào mà em sử dụng cái bản đồ giống như vậy á, để làm về một cái gì đó nghiên cứu về nông nghiệp được không em? Dạ thật sự thì đó giờ em cũng lần đầu tiên tiếp cận tới cách mà để vẽ nên những cái bản đồ địa lý như thế này á, nhưng mà em nghĩ nó rất là hữu ích cho những cái nghiên cứu của mình. Cái này thì chắc phải lấy từ những cái khảo sát thực tế nữa thì mình mới có số liệu chính xác mà mình áp lên được, vẽ được một cái bản đồ như thế này. Em thì chưa tới cái mức đó nên em cũng không biết. Dạ em cũng trước giờ cũng chưa thử visualize mấy cái dạng biểu đồ cả nước như thế này thầy, nhưng mà nếu mà có áp dụng thì chắc là có thể áp dụng về nông nghiệp thì sản lượng trồng lúa hoặc là sản lượng tôm của từng tỉnh chẳng hạn, hoặc là nếu về y học thì chắc là như thầy nói hồi nãy là có thể mình visualize cái từng cái ca bệnh ở từng một cái bệnh cụ thể nào đó, chẳng hạn như ung thư tuyến tiền liệt chẳng hạn ở các tỉnh trong nước. Dạ. Dạ, em cũng giống như Thiên ạ. À, nếu mà được thì em, nhưng mà nghiên cứu thì chắc là em visualize nó lên những cái vùng mà trồng cây ăn trái như sầu riêng á thôi trên cả nước rồi. Thầy có từng visualize cái dạng này chưa thầy? Ý là có những con số cụ thể. Có Giang nó làm với lại tôi đó em, làm về cái interaction đó, ở trong cái enhancer với remoter interaction đúng không, nó cũng là một cái bản đồ giống như vậy, và cái con số ở đây á, nó là cái denementation đúng không đó, cái denementation làm cái interaction rồi. Có ai có thêm ý kiến nào nữa không mọi người? Dạ em nghĩ là computer người ta thường sử dụng cái này nhiều ạ. Thì cái này mốt mình sẽ sử dụng rất là nhiều ha, nếu mình làm, tại vì mình làm genomic thì ít thôi, nhưng mà ở ngoài ứng dụng thì nó sẽ có rất là nhiều. Rồi như vậy thì mình đã xong được cái bài về cái map location đúng không? Bữa trước thì rất là lâu rồi, Nhường đã báo cáo về cái time series đúng không, về mặt thời gian. Bữa nay mình làm về mặt không gian đó, mình đã cố gắng bao trùm càng nhiều thứ càng tốt ha. Đó thì đã cung cấp hết trơn rồi đúng không, ở đây mọi người sẽ phải tự mình suy nghĩ đúng không, mình sử dụng nó như thế nào ha. Đó chứ học xong rồi không sử dụng thì nó phí ha. Rồi thì mình bắt đầu mình thi được không mọi người ha? Dĩ nhiên đây thi thì không phải chỉ có kim cương không đâu mọi người ha, và tôi sẽ hỏi hết những người đây luôn đó, chứ lúc nào mình cũng bắt với một người thi thì cũng tội đó ha. Tới tôi xem màn hình được không mọi người? Rồi. Cái bài thi đầu tiên của mình á, là em nhìn vô trong cái data này nè em có thể plot cho tôi được. Muốn plot kiểu gì plot, mà em plot cái data này ha. Ở đây thì tôi có hai cái class là tôi muốn phân biệt giữa cái ung thư và không phải ung thư đúng không, thì tôi sử dụng cái một cái classifier gì đó ha. Đó
và tôi được cái AUC đúng không, cho 135 cái prop hay 135 cái CB size đúng không, thì tôi được cái AUC là 0.96, có nghĩa là tôi sử dụng 135 cái feature đó, cái feature hay là cái x1 cho x135 á, thì tôi ra được cái AUC là 0.96. Nếu mà tôi sử dụng 10 cái x á, đó, x1 với x10 á, 10 cái feature á, 10 cái đặc điểm á, đó, thì tôi ra được cái AUC là 0.93. Nếu mà tôi sử dụng 5 cái đặc điểm á, đó, thì tôi ra 0.94. Ha, đó. Thì dưới đây là cái accuracy tương ứng. Thì em có thể dùng cái dữ liệu này nè. Em vẽ giúp cho tôi ra được cái hình không em? Dạ, thầy đợi em một xíu. Rồi, thì ai cũng vẽ đi mọi người ha. Không, tôi không có bắt buộc phải vẽ theo kiểu nào hết. Mình đã học tất cả các loại có thể học rồi, đúng không? Tất cả các loại rồi. Bây giờ mình muốn vẽ làm sao thì vẽ đó, rồi vẽ xong thì nhận xét cái hình của mình hả. Dạ, cái với cái bảng mà có AUC và accuracy thì em sẽ vẽ biểu Em đồ vẽ xong 3 rồi. lót. Ừ, vậy em show màn hình đi em. Em vẽ xong rồi em xem màn hình. Dạ. Em chọn biểu đồ ba lót mà hai cột. Em quên chuyển cái này lại theo thứ tự. Thì đã em tí nha thầy cho nó đẹp. Không sao đâu em, bây giờ À, dạ. em chuyển đi, em chuyển đi. Mọi người cũng download cái data xuống giúp tôi ha. Một lát mình còn có mấy câu khác nữa ha. Thì mọi người download xuống giùm. Phú, em mua cái xe hơi đó bao nhiêu tiền vậy Phú? Nhìn thấy cổ điển lắm luôn á. Chắc cái này Mercedes. Ơi nào thầy, trên hình đó thầy. Trời trong Avatar đó. ơi, nó đi chụp với thầy, em đâu có nhiều tiền mà mua trên đồ cổ vậy. Công tử, gọi là gì ta? Bạch công tử, mặc áo màu trắng đúng không? Đó. Và công tử là lấy tiền đốt để nấu bò kho đó mọi người, cho nó mềm vững ra luôn. Thầy ơi, cho em hỏi là hôm nay là còn bài foundation đó, là chắc là để hôm sau mình sẽ học thôi. Cái bài của Thiên là một lát có trong phần bài thi luôn em. Cái phần mà connection hay correlation đó, là mình đã học trong cái bài của Hoàng rồi. Đó. Thì thực chất ra cái phần đó là cái phần mà
mình viết cái code đó để mình chuyển đổi data đó thì Giang nó cũng nói luôn rồi, em hiểu không? Đó có nghĩa là running data đó thì đáng lẽ là bài của Thiên, nhưng mà Thiên bận đó, thì tôi nói luôn, tôi đưa nó thành bài thi luôn em ha. Dạ, thì đây là sau khi em soạn lại cái trục x theo cái giảm dần là 135 rớp, 10 rớp và 5 rớp. Thì cái accuracy và cái IUC nó sẽ giảm dần dần. Tuy nhiên ở 5 cái rớp này, có thể là trong đây nó có một số cái rớp đặc biệt nên là nó cái IUC này nó tăng hơn cái trường hợp trước. Em vậy em thấy có lạ không? Em nhìn vô vậy em thấy có thể nhưng mà rất là khó xảy ra đúng không ha? Tôi cũng thấy lạ đó mọi người, có nghĩa là nó sẽ giảm xuống đó, khi mình sử dụng ít feature thì nó sẽ giảm xuống đó, nhưng mà đôi khi thì xảy ra do cái này mình lấy random mà đúng không đó, bởi vậy là cái này là mình sử dụng cái classifier là cái random forest đó. Bởi vậy là trong cái quá trình mà mình lấy random mấy cái feature đó thì nó tạo ra ngẫu nhiên một tí xíu đúng không? Nhưng mà cái này giữa 0.93 với lại 0.94 thì nó cũng không phải là khác nhau nhiều lắm ha. Đó, cái này mình có thể chấp nhận được ha. Rồi, thì ở đây là một cái hình có thể mọi người có thể nghĩ được đúng không? Đó, có ai vẽ cái hình nào khác với cái này không? Có ai vẽ khác với cái này không? Khác thì nói khác, không khác thì nó không khác đi mọi người. Có làm sao đâu, tôi đâu có ăn thịt ăn cá gì không. Thiên, em có vẻ khác không Thiên? À, dạ không, thì em cũng vẻ gần giống như bạn chứ cư. Ok, rồi. Nếu mà không có gì hết thì tôi đi tiếp ha. Cảm ơn Thiên, cảm ơn Kim Cương. Rồi, bây giờ câu này xong rồi, phải không? Bây giờ mình đi câu kế tiếp. Bây giờ có ai giúp cho tôi comment lên trên cái hình này nè. Đó. Nè. Thì ở đây á, cái classifier nó muốn phân biệt á, cái attraction với lại non-attraction. Và cái benign và non-cái benign. Và malignant, non-malignant. Ha. Có nghĩa là ở đây tôi, hồi nãy mình chỉ phân biệt chỉ có hai nhóm thôi. Thì đây là phân biệt là cái nhóm gần với ung thư với là cái nhóm không gần với ung thư, và cái nhóm là lành tính, u lành tính với lại là không u không phải lành tính đúng không, và cái này là cái ác tính và không phải ác tính đúng không. Tôi có ba cặp như vậy, và ở đây thì tôi vẽ ra cái AUC ha, tôi không có cái accuracy, tôi chỉ vẽ ra AUC đó theo từng cái drop như vậy. Thì ở đây mọi người có thể giúp tôi comment ở trên cái plot này theo hình thức cũng giống như là theo cái ý nghĩa ha. Đó, có ai giúp tôi được không, để tôi gọi nha. Xuân, em giúp đỡ Kim Cương được không em? Dạ được hả. Alo thầy nghe không này? Nghe em chờ tương tế để tôi mở nó bự. Oh, em phải check trước tại cái pic của em nó ba trọn đó. Dạ rồi em comment all vào cái nội dung trước. Dạ, thì thầy nói là phân biệt vào một cái nhóm nào đó và những cái còn lại, thì ba cái option hồi nãy thầy nói thì em thấy là cái mô hình này nó làm tốt cái việc là phân biệt được cái malignant với lại cái non-malignant. Tại vì cái adjacent là, em nhận xét cái hình thức trước hay là em muốn nhận xét cái nội dung trước? Dạ nội dung thì ok rồi. Dạ thì ở ba cái option hồi nãy thầy nói thì em thấy cái mô hình nó làm tốt cái việc là phân biệt giữa malignant cell với lại cái non malignant cell, bởi vì hai cái là cái adjacent với lại cái benign á, nó từ chứ rồi hình như em có gì nó nhầm ở đây. Ừ.
Em biết em hiểu gì đúng không nữa. Tại vì em thấy hai cái đó nó bị overlap với nhau. Với Em lại nói nó phải nha, thấp cái nó. này là mặt linen với non mặt linen, còn benign với non benign, adjacent với non adjacent, được không? Dạ được. Dạ rồi, thì cái mặt linen cũng giống như nãy là cái mặt linen, phân biệt mặt linen với nền mặt linen đó, thì nó sẽ làm tốt bởi vì cái AUC của nó cao, còn ở tất cả các model luôn là 34 drop, 10 drop hay là 6, 5, 4. Em thấy cái đó cái AUC lúc nào nó cũng cao hơn, nên là cái mô hình nó mình nghĩ sẽ tốt hơn so với ba cái so với hai cái mô hình là so sánh deny với nên deny và adjacent với nên adjacent. Dạ, cái nội dung. Còn một Nhưng mà thì em nhìn vô vậy là em có thấy là ví dụ như đây đang đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống vậy đúng không? Bây giờ chỉ xét cái mặt lên nền, non mặt lên nền thôi, đang đi xuống đi xuống đi xuống vậy nó đúng nè, đúng không? Tại vì mình cái số feature mình giảm dần mà, đúng không? Thì đang đi xuống đi xuống đi xuống vậy là cái tự nhiên tăng lên ở đây, tăng hai cái cuối cùng là tăng lên đó, cái minimum là chỗ này nè, cái bắt đầu này đi tăng lên chút xíu, cái này tăng lên nhiều. Mà dạ. những cái drop này, hai drop này thì nó nằm ở trong ba drop này, ba drop này thì nằm ở trong bốn drop này, bốn drop này nằm trong năm drop này, năm drop này nằm trong sáu drop này, sáu drop này nằm trong 10 drop này, 10 drop này nhưng nằm trong 34 drop này á, mà nó có kiểu giống vậy thì em thấy sao? Giống như trong đây cái mà bị nai nè, chỉ non bị nai em thấy nó xuống 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 xuống, đúng không? Ở đây thì có chênh lệch chút xíu ví dụ vậy, nhưng mà nó không đáng kể đó, thì mình cũng không không nói gì, đúng không? Rồi xong xuôi cái là nó xuống hẳn luôn đó, thì cái này thì em thấy làm sao đó, còn cái này thì xuống 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 thì xuống đây, cái lên này là xuống nữa, nó vậy thì thấy làm sao? Em mới thiên có nói là nó thiếu ổn định thì em cũng nghĩ là nó không có được vậy, là theo cái trend này, là khi mà giảm cái prop thì nó không có giảm đều mà nó bị tăng giảm bất thường ở cái mặt liên này, đây ở cái adjacent, nghĩa là nó bất thường ở hai cái chỗ đó, cái chỗ mà nó bị không có theo trend. Thì nhưng mà có khi nào giống như cái hồi nãy cái bài trước thì nó là do nó lấy random nên là nó vậy chứ. Rồi. Để bây giờ em nói xong cái phần nói chung á, là em nhận xét theo giống như MTIL gì đó xuống trước cái đã, đúng không? Thì em thấy được là cái việc mà phân biệt á, cái nhóm mà lignin với non mà lignin đó thì nó tương đối là có cái AUC cao hơn so với lại là cái adjacent với non adjacent và benign với non benign, đúng không? Tại mình thấy rõ ràng trung bình ở đây nó cao hơn trung bình giữa hai cái này, đúng không? Đó là cái thứ nhất mà mình có thể thấy được data này đó. Còn cái khác, cái này thì nó là một cái mà nó nhỏ thôi, đúng không? Cái mình lúc nào mình cũng phải nói nhận xét cái ý chính trước, phải không? Cái trend mình thấy bự nhất á, là cái này là nó tách ra so với hơn cái này đó. Như vậy là cái việc mà phân biệt giữa cái ác tính với lại không ác tính đó, nó dễ hơn so với lại là em đưa một cái là cái benign, có nghĩa là cái gì nhỉ? Lành Là tính. cái lành tính đó, cái lành tính với không lành tính thì nó khó phân biệt hơn, đúng không? Đó, so với việc là ác tính với lại không ác tính ha. Đó, cái câu hỏi nó cũng rất là nó cũng khó, đúng không? Đó rồi, thì ở trong đây mọi người cũng thấy được là mình chưa có giải thích được, đúng không? Tại sao khúc này dưới đây là nó là tự nhiên đang giảm đây và bắt đầu tăng lên đây, ví dụ tăng lên đây tăng một ít mình không nói gì, đúng không? Tự nhiên tăng lên đi quá trời, mà trong đây nó có hai cái crop này, nó cũng nằm trong ba cái crop này, đúng không? Đó, tự nhiên ít lên tăng lên quá trời thì nó phải có
cái lý do gì đó đúng không? À, khi có thể cho em nói cái chỗ cái đó này. Dạ. Lúc ai kém rồi. Cái lúc mà em làm cái bản này á là tới ba rớp á là theo đúng là lấy từ cái phía trước từ 4 rớp xong rồi lấy 3 rớp thì đúng là cái AUC nó có giảm. Còn cái rớp thứ hai á là lúc đầu em cũng lấy từ hai rớp trong 3 rớp đó ra. Nhưng mà cái lúc sau em có thay đổi mà em quên chú thích trong cái bảng á là sở dĩ mà em lấy hai cái rớp sau nó khác á là trong hai cái rớp này á thì nó sẽ có một rớp thuộc cái nhóm thứ ba này. Còn một nhóm á thì nó ngoài cái nhóm thứ ba này tại vì lúc mà em làm so sánh với cái nhóm phân biệt với hai lát kia thì em thấy nó có chung nên là em lấy cái rớp phân biệt bên kia với cái rớp bên này để em xem thử nó cao hay thấp nên là cái chỗ đó nó có khác biệt một chút xíu so với cái trend của năm cái model trước. Như vậy thì trong cái hình này của em không có nói vậy, đâu có ai biết em làm gì trong chổng đâu. Về mặt nguyên tắc đó thì đây em vẽ như vậy thì có nghĩa là 34 cái rớp này là một cái tập hợp lớn nhất, đúng không? Rồi xong xuôi 10 rớp này nè, nó sẽ lấy từ trong 34 này ra nè, là 10 cái này. Đó, rồi 6 cái này đã lấy từ trong 10 cái này ra, và 5 cái này lấy từ trong 6 này ra, và 4 cái này lấy từ trong 5 này ra. Dạ. Em vẽ vậy là nó vậy đó em. Được không? Dạ dạ. Còn nếu không em lấy hai cái rớp này nó không phải trong một cái đống này ở đây, không phải trong ba ở đây thì em vẽ một cái khác. Em dạ. Tức là em vẽ tới ba rớp thôi là đúng cái trend của nó. Tại còn hai rớp kia là lấy cái top 2 đi để em vẽ nó ra bao nhiêu thì em vẽ nó ra bấy nhiêu thôi. Chứ đâu có ai ép em là phải ra cái AUC nó cao đâu, ở đây đâu có ai bắt buộc như vậy đâu. Có bao nhiêu thì mình vẽ bao nhiêu thì mình đừng có sửa số, mình cứ làm bao nhiêu đi. Đúng không? Chứ em làm manual xong xuôi rồi một cái theo cái suy nghĩ của người ta, theo cái logic của người ta vậy, cái em chuyển cái logic của em chuyển hướng sao người ta biết được? Dạ là cái lúc đó là em có làm cái top 2 em cũng còn lưu cái UC của nó, nhưng mà cái phần sau em muốn so sánh bên kia nên là em quên sửa lại cái bảng đó. Cái AUC của hai cái rớp đó là nó là 0.668 thầy. Còn cái AUC của ba rớp là 0.763. Dạ. Yeah. Em xin lỗi thầy. Em không phải em đâu có làm tôi gì đâu. Chỉ có một cái là cái logic của em á thì mình đang làm cái logic gì đó, đúng không? Thì mình làm hết cho nó giống cái logic đó luôn. Đó. đừng có thay đổi, được không? Ha, đừng có thay đổi cái logic đó. Cái này em làm vậy có nghĩa là những cái gì em làm với là cái hình ảnh của em là nó không ok gì đó. Thường á thì người ta sẽ nhận xét cái hình thức trước đó, mà Xuân thì nó muốn hình xét cái nội dung trước. Bây giờ em nói cái hình thức đi em. Xuân. Em nói tiếp cái hình thức đi em. Dạ. Yeah. Về hình thức thì hồi nãy em nhận diện màu hơi kém nên là em phải nhìn thiệt kỹ em mới thấy được rõ những cái chấm á. Nên là nếu được thì mình có thể cho cái độ lớn của cái chấm nó rõ hơn là một là với em thôi. Tại vì nó nhỏ quá nên em phải nhìn kỹ. Thứ hai là cái tỷ lệ giữa hình và cái những con số và những chữ 5 props, 4 props đó này kia nó chưa có được gọi như là cái chuyển hồ hơi nhỏ, tại vì khi mà cái hình này lúc nào căng bự thì mình còn thấy gì, nên giả sử mà mình thu cái nhỏ hình lại xíu để mình bỏ vào article thì em nghĩ là cái số nó còn nhỏ nữa nên là nó sẽ không nhìn được luôn, maybe là như vậy. Là cái chữ group á, viết hoa, có mình không biết mình với lại mấy cái đấy mà không biết mình cần viết hoa chữ đầu. Dạ, yeah. Vậy thôi, dạ, yeah. Em chỉ đang nên nhận xét được, em chỉ nhìn thấy có nhiêu đó, còn như em thấy cũng ổn. Ừ,
Nhưng mà hồi nãy nếu mà tôi không nói objection với lại non objection thì benign với non benign mà lên nền với non với nền, em có hiểu được cái hình này không? À dạ, đúng rồi, chỗ đó đó thầy, lúc đầu em không hiểu được ba cái này là cái nó so sánh cái model gì, tức là mình phải nói là adjacent với non adjacent giống như thầy nói thì nó sẽ dễ hình dung hơn. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ không, cái model này là phân biệt ba lát mà thầy. Thì đó, giờ em phân biệt ba class mà em cũng dạ. đâu có nói cho người ta biết đâu. Tôi đây tôi không biết được gì hết. Tôi thì cứ tưởng là cái này là adjacent với non, adjacent benign. Tôi nhìn vô vậy thì tôi dịch theo vậy thôi à. Chứ tôi đâu có thông tin cái gì mà trong đây nói bạc ba class đâu. Dạ. Dạ để em nói lại. Thì cái model này em xây dựng là phân biệt ba class MacLennan, adjacent và benign dựa trên cái DNA methylation. Rồi là em thấy tai hại như thế nào khi mà em vẽ giống vậy á, là tôi hiểu sao cái hình á, tôi không có đọc, không có cái thông tin gì hết thì tôi dịch ra vậy đúng không? Đó yeah. Em thấy tai hại chưa, được không? Dạ dạ em cảm ơn thầy, cảm ơn anh Xuân. Ví dụ ở cái group để em vẫn để cái group mà em để là tree class đó, classification, thì em chỉ cần để tree class thôi cũng được. Dạ yeah. Rồi mấy cái đường này nè, em cho nó dày lên đi. Em kẹo quá đây làm gì, cho nó dày lên. Nhưng mà cái này là 3 đúng không? Đó thì em cho nó là 10 là 5 đi, cho nó dày lên. Chứ đâu có phân biệt được cái điểm này cũng giống vậy, mấy con cái con số này cũng giống vậy nè. Cho nó bự lên đi. Đó, 91 làm sao mà người ta thấy được. Đúng không? Dạ. Rồi. Ở trong đây thí dụ như ở đây tôi nói là two class nè, đúng không? Giữa hai cái này đàng hoàng. Đó thì vẽ nó ra thì để nó vào. Còn đây thì mình để đây tree class là cái này. Đó. Chứ bây giờ đó, hả? Nếu không thì tôi sẽ dịch thành là tôi thấy ở trên vậy, tôi dịch xuống ở dưới là vậy. Rồi. Đã, em nghĩ thêm một cái tên cho biểu đồ nữa, ở trên nó sẽ dễ hình dung hơn đó thôi. Thì một cái tên cho biểu đồ. Cái tên biểu đồ thì cho ở dưới chứ không cho ở trên. Cái bảng á thì để ở trên, còn cái hình á thì là ở dưới, nhớ không? Dạ. Ừ. Rồi, cảm ơn nghe, cảm ơn nghe. Tại vì mình học hết trơn rồi mà không thấy mọi người áp dụng vô. À, đó. Tôi dạy hết trơn rồi mà tôi không thấy áp dụng vô, bởi vì tôi bực mình thì tôi phải nói nha. Đó. Rồi. Thì bây giờ có data giống như vậy thì thôi về nhà vẽ đi ha? Chứ tôi đâu có rảnh đâu mà ngồi chờ mọi người vẽ lại ha. Đó, bây giờ có cái data, mai mốt người ta cho cái bảng thì làm ơn làm phước đừng có để cái bảng ra cho người ta, tại nhìn cái bảng người ta không có thấy được đâu, người ta phải tính nữa. Giống như tôi phải tính nữa, cái là 078 với là 0763, 0766 ví dụ vậy nè, tôi phải tính đó, tôi phải tính trong đầu nó ra đổ này kia đó. Nhưng mà thí dụ đây tôi cũng không ngờ là 0.83 năm mà nhảy lên 0.876, từ 35 mà nhảy lên 76, tôi cũng không biết làm sao luôn. Mọi người thấy là ở đây nó cũng số lẻ thứ ba thì mình cũng còn chấp nhận được đúng không? Có là 0.083 này cũng 0.83 thì nó đang đi xuống cái chỗ này chút xíu thì không sao đó, nhưng mà lên quá như vậy tôi thấy không ổn, chỗ này nhìn thấy không ổn liền. Bởi vậy là em làm sai cái là logic nó sai liền á, Kim Cương. Đó, đang cái logic gì thì cứ làm đúng giống như vậy á, chứ em đừng có tự em tưởng tượng rồi em thêm thắt vào, cái đó không không nên ha. Đó, logic của người ta đã nói rồi. Những cái feature mà em làm giảm nó đó thì nó không thể nào nó tăng cái AUC của em lên được đâu ha. Mà tăng cái feature lên nữa nó cũng chưa chắc thì nó tăng cái AUC lên nữa. Đó. Nhưng mà giảm thì chắc chắn là không tăng rồi đấy. Ừ. Dạ. Nếu mà sử dụng cái số feature giống giống nhau, subset á. Rồi. Nhớ nha, nó có bảng, làm ơn đừng có đưa cái bảng. Bảng số khó nhìn lắm. Cái hình nó dễ nhìn hơn rất là nhiều so với bảng. Hả? Cho con số bự ra nè, cho mấy cái này bự ra. Chữ probe nó giống nhau quá, đúng không? Thì mình để cái chữ probe ở bên ngoài đi, đúng không? Để chữ cuối cùng thôi. Đó, chứ đâu có ai mà
để chữ prop 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 trong đấy làm gì, đúng không? Đó, mình để con số thôi đó. Rồi tôi hỏi mọi người là mình có nên để ở đây á, là mình chia nó theo tỷ lệ, đúng không? Nó là một cái factor. Bây giờ mình có nên là để con số 34 thiệt không? Ví dụ như vậy, tôi để số 2 đằng trước, đúng không? 2 rồi tới 3 rồi tới 4, đó theo cái khoảng cách, đúng như cái khoảng cách thực tế gì đó, thì có nên không? Thử vẽ lại đi, đúng không? Rồi mình sẽ thấy được là có nên hay không. Ok không? Dạ không ạ. Tại sao? Dạ mình nghĩ vì người ta sẽ khó đánh giá trên từng ví dụ, dạ người ta sẽ có khó đánh giá. Ví dụ từ khoảng cách từ 34 tới 10 là tùy là độ, ví dụ là độ lệch nó cũng không nhiều, nhưng ví dụ độ lệch nó sẽ nhiều, nhưng khi mà nó đi một khoảng xa như vậy là mình nhìn bằng mắt thường là khó. Ừ, đúng rồi đó, mình khó mình so sánh được, đúng không? Rồi, cảm ơn em. Nếu không tin thì mọi người thử vẽ ra đi, sẽ thấy được là nó sẽ làm cái sự sai lệch đó, cái nhìn của mình về cái data của mình lắm. À. Rồi, tiếp tục ha. Rồi bây giờ mọi người nhận xét cái hình này ha. Đó, có tiếng Việt luôn đúng không? Tôi khỏi phải dịch ra. Thiên, em giúp nhận xét cái hình này đi em. Dạ, em thấy là ở hình bên tay trái á, là nó hai hình này đều là mức độ methyl của cái gen FLT3, nhưng mà ở bên tay trái thì cái plot của đâu mình có là... đâu có, em đọc kỹ lại đi, đâu có mức độ methyl hóa của FLT3 đâu. Cái tên đó là mức độ. Dạ, cái khác biệt của hai hình là nó là một cái nhớ, một bên là beta value, còn bên phải nó là cái mức độ biểu hiện gen. Dạ, thì em thấy ở đây là nó không có correlate với nhau. Tức là ở bên hình bên trái mình thấy là cái gen FLT3 khi đột biến á, thì mức độ methyl hóa nó, cái median nó thấp hơn. Còn khi mà mình so sánh về cái biểu hiện gen thì cái median nó lại cao hơn so với cái nhóm là không đột biến. Dạ, tức là hai cái khoan chưa, em nhận xét cái nội dung hay là hình thức em nói trước đi, để cho mọi người ở đây biết em đang nói cái gì. Dạ, về nội dung làm hình thức trước đi, sao thích nội dung quá vậy? Phải hình thức mình phải hiểu được, thấy được hình thức rồi mình mới hiểu được nội dung chứ, có ai mà nhảy vô hiểu nội dung rồi xong xuôi mới ra hình thức đâu. Trời đất quỷ thần ơi, em đi gặp người khác là em biết người ta tính cách làm sao, nội dung nhân phẩm bên trong là em biết được liền hả? Em phải nhìn hình thức bên ngoài thì em mới biết được cái nội dung bên trong chứ. Dạ, về hình thức thì dạ về hình thức thì em thấy mình sử dụng box plot này thì cũng cũng ổn, tại vì ở trục y á là cái hai cái giá trị trục y nó là hai giá trị khác nhau, cho nên mình phải vẽ thành hai plot. Còn về cái điểm màu đỏ ở giữa ở của hai cái plot này thì em nghĩ là mình phải cho nó to hơn, tại vì mình đang muốn, em nghĩ cái màu đỏ này là cái min, nên là mình phải làm cho nổi bật lên để người ta thấy được là cái sự khác biệt giữa hai cái nhóm này. Thứ hai nữa là về mình phải thêm cái kiểm định chẳng hạn như t-test chẳng hạn vào trong hai cái hình này giữa hai nhóm ở mỗi hình để người ta thấy là cái nó có significant hay không. Dạ. Có đây em, ở đây có dấu sao nè. Ở đây có dấu hai sao nè. À dạ, ký hiệu sao thay vì cái con số cụ thể đúng không thầy? Dạ. Tôi đâu có biết đâu. Em hỏi tác giả đi, tác giả có ở đây đó. Rồi tiếp tục đi em. Em nhận xét tiếp đi. Dạ, em về hình thức thì em chỉ nhận xét như vậy thôi thầy. Dạ, còn về nội dung thì
Dạ, về nội dung thì em nhận có comment là cái mức độ methyl hóa giữa hai cái nhóm đột biến, cái gen FLT3 đột biến và không đột biến á, cái mức độ methyl hóa nó không có quyết định cái mức độ biểu hiện gen khi mà nhìn vào hai cái biểu đồ này, tại vì dựa vào cái median và cái mean mình thấy là mức độ methyl hóa của nhóm đột biến nó thấp hơn, nhưng mà cái mức độ biểu hiện nó lại nó correlate chứ. Dạ, nó có correlate, tại vì càng methyl hóa thì nó cái mức độ biểu hiện nó càng giảm, cho nên là ở cái nhóm đột biến thì mức độ methyl hóa thấp, tức là cái gen đó nó có khả năng biểu hiện cao hơn, thì cái biểu hộ đồ bên tay phải nó thể hiện được cái điều đó luôn. Rồi. Dạ em ý, ý em chỉ có ý kiến vậy thôi ạ. Rồi. Có ai có ý kiến nào nữa không mọi người? Nhận xét ở đây không phải là mình để như chà đạp hay là gì hết mọi người. Nhận xét đây để mình làm cho nó tốt hơn ha. Đó chứ không phải là ở đây mình cố tình mình nhận xét để mình đi hại người khác hay để làm gì không có. Ở đây nhận xét để mình thấy được là giống như mỗi một người sẽ, thí dụ như chẳng trong trong trường hợp của Xuân thì Xuân bị mù màu nhẹ, thí dụ vậy đúng không? Nhìn vô cái màu vậy có phân biệt được là hai cái màu này khác hay không? Đúng không? Thí dụ vậy. Hoặc là giống như tôi là tuổi già mắt kém, tôi nhìn vô thật chất tôi không có thấy được là cái min của nó có giá trị là bao nhiêu, tại nó nhỏ quá. Đó. Tôi không thấy. Đó, tôi không thấy được cái gì đó. Còn nếu mà tôi mà muốn để mà cho người ta thấy được thì tôi vẽ ra cái đường á. Cái đường nó sẽ nói vậy nè. Đó. Nếu mà nó xéo lên có nghĩa là có sự khác biệt. Đúng không? Mà thí dụ dấu sao ở đây tôi không nói, chắc là Thiên nó cũng tưởng là ai có dấu chấm, vẽ dấu chấm do màn hình của tôi bị dính thức ăn hay là cái gì đó, đúng không? Đó. Đã làm thì làm cho nó bự ra, đâu có gì đâu, đúng không? Đó. Mà với lại là làm cho nó bự lên mấy con số ở đây, đúng không? Đó. Với lại thường á, thì người ta sẽ không để cái title ở trong cái hình đâu mọi người. Nguyên tắc nó là vậy rồi. Đó. Cái title thì để ở trong cái legend đó. Đó, cái legend thì hoặc là cái legend hoặc là để cái title ở dưới đây nè. Đó chứ người ta không để trong đây. Rồi, cái chữ nhóm này không để làm gì hết đó em. Đó, bởi vì đó, nếu mà mình bỏ chữ nhóm đi em cho cái này phong thì nó bự ra. Được không em? Ha. Được không bác? Dạ vâng, cảm ơn thiên ạ. À. Em sẽ chỉnh sửa lại ạ. Rồi em thấy hai cái màu này em có bị nhầm lẫn hai cái màu này không vậy Xuân? Dạ không thầy, hai này thì em nhìn được rõ, phân biệt được. Alo. Dạ dạ có nghe, Xuân ơi, có nghe. Ok, cảm ơn thầy. À, dạ với em có, em không biết cái này có đúng không, nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình muốn so sánh trong hai cái plot đó thì mình chỉ thấy được cái sự khác biệt giữa hai nhóm thôi, còn nếu mà mình muốn so sánh giữa cái methyl hóa với lại cái biểu hiện gen luôn, em nghĩ là mình có thể sử dụng cái biểu đồ line để mình coi là mình sẽ có bốn nhóm là cái methyl hóa của nhóm đột biến và không đột biến, rồi nhóm cái biểu hiện gen của nhóm đột biến và nhóm không đột biến, còn cái trục X và trục Y là cái mức độ biểu hiện gen và cái methyl hóa. Khi đó thì em nghĩ là nhìn vô thì ôi thầy ao em nghĩ là khi đó thì mình nhìn vô mình sẽ thấy được cái correlate giữa cái methyl hóa với cái biểu hiện gen nó tốt, nó dễ nhìn hơn á. Cảm ơn Thiên. Thực ra hồi trước anh cũng định vẽ thêm cả scatter plot ấy, giữa cái biểu hiện gen với cả DNA methylation ấy, nhưng mà vẽ lên thấy nó xấu quá ấy. Vì cái này anh làm để đi báo cáo trong hội nghị trước ấy, thì sợ đưa lên nó
cái R square nó cũng rất bé, nó chỉ 0.03 thôi. Thì anh sợ đưa lên nó lại, nếu mà đăng theo nếu mà sẽ đăng bài báo ấy, thì chắc chẳng anh sẽ làm như Thiên bảo ấy, thì sẽ vẽ thêm để đánh giá đỡ phải nhìn qua nhìn lại như hai cái so sánh ấy. Nhưng mà tại vì anh vẽ thử scatterplot thì nó thấy nó không ở đẹp lắm, thế nên anh lại không đưa vào. Cái square nó cũng quá thấp ấy. Cái p value nó cũng không significant. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn Thiên. À, chắc bên nhà thầy lấy gớt mạng. Lần này thầy đi hơi lâu.
Cho thấy quay trở lại. Sorry mọi người nha, tôi ở nhà tôi bị rớt internet nên không có vô được. Tôi đang tắt nó để tôi khởi động nó lại. Mọi người chờ tôi thêm khoảng 1-2 phút nữa coi nó làm sao. Không biết nó bị cái gì nữa mọi người, đâu có mưa gió gì đâu, tự nhiên cái nó bị mất à. Sorry mọi người nha. Này tôi gọi bằng điện thoại di động đó mọi người ha, sử dụng cái 3G, 4G gì đó. Tôi tắt cái này nha mọi người để tôi chỉnh lại coi bên kia sao ha. Alo. Alo. Dạ nghe hết thầy. À ok rồi, nó quay trở lại rồi. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Chờ làm lẹ giá cho nó xong cái này đi chứ trời đất vị thần. Rồi. Thì cái hình này xong rồi đúng không? Thì tôi có gửi data đó của Bắc á, thì mọi người có thể vẽ lại cho nó hoàn chỉnh, cho nó rõ ràng hơn. Ha. Cho nó diễn tả được cái mọi cái cho nó thấy rõ hơn đúng không? Cái nào mình thấy không cần thiết thì mình lọc nó đi hả. Rồi tiếp tục. Rồi bây giờ ở đây tôi có một cái, tôi plot một cái ma trận đúng không, có bốn biến đúng không, là biến va 1, va 2, va 3, va 4. Tôi có vẽ một cái ma trận giống vậy, trong cái hình giống vậy thì Trường, em có thể giúp cho tôi là, không biết Trường còn ở đây hay không, tôi không biết. Em có thể vẽ cái này bằng một cái plot khác được không? Đó, em có thể nghĩ được cái plot nào ra. Đó, thí dụ như đây va 2 nè, với va 1 nè, va 3 nè, với va 2 nè, va 4 nè, với va 3 nè. Đó, thì em có thể nghĩ được cái plot nào mà em vẽ khác đi cái hình này được không em? Trường ơi, là cái plot cũng tương tự này á thầy? Đúng rồi. Ừ, em muốn vẽ kiểu gì cũng được hết á, em nói cái tên cho tôi là được đó. Tự nhiên em quên cái tên để em nhắc lại. Có ai nhớ cái nào không? Em nghĩ là parallel plot thôi. Ừ. Rồi, nó là một cái ha. Rồi, có ai có thêm cái nào nữa không? Trường, em nhớ được chưa Trường? Alo. Dạ chưa thầy. Ừ. Rồi, như vậy thì theo cái ý của Hoàng thì mình có parallel plot đúng không? Thì đây người ta đã vẽ cái hình này đúng không? Thành một cái parallel plot như vậy. Thì không biết ai có thể giúp cho tôi, Kim Cương em có thể giúp cho tôi map đúng không? Map cái hình vuông này nè, hình chữ nhật này nè, qua cái hình chữ nhật nào trong ba cái hình chữ nhật này
và cái hình chữ nhật này nè, qua ba cái hình chữ nhật này, cái hình chữ nhật này là ba cái hình chữ nhật này. Tôi đặt cái hình chữ nhật đầu tiên là số 1, cái này hình chữ nhật số 2, này hình chữ nhật số 3. Màu hồng sẽ matching vô hình chữ số 1, số 2 hay số 3. Màu xanh map vô số 1, số 2 hay số 3. Màu đỏ map vô số 1, số 2 hay số 3. Dạ, em nghĩ cái màu hồng là map vô ô thứ 2. Là cái chính giữa, đúng không? Dạ. Ừ, rồi. Còn cái màu xanh dương là ô thứ 3. Ừ, rồi. Vậy là giờ số 1 là cái màu đỏ này đúng không? Dạ. Ừ. Rồi, cảm ơn Kim Cương. Có ai có ý kiến khác nào không? Có ai có ý kiến khác nào không? Rồi. Nãy giờ ở đây ai tôi chưa hỏi ta? Phố, em có ý kiến khác nào không em? Em nghĩ là cái màu hồng nó sẽ là cái số 1. Ừ. Rồi. Còn em không chắc cái hình số 2 sao nó là mấy cái đường song song với nhau. Tại vì hai cái hình số hình xanh dương với màu đỏ là nó đều có cái tương quan mạnh á, nên là cái những cái đường nó sẽ trùng vào nhau nhiều. Mà em chưa có phân vân, chưa có quyết định được hai cái hình cuối. Rồi, cảm ơn em. Rồi, có ai có ý kiến nào không? Bác, em có ý kiến gì không em? À, dạ, em có nghĩ là cái màu hồng thì là hình số 2 ạ. Ừ. Còn hai cái còn lại thì có một cái là đồng biến và một cái nghịch biến. Nhưng mà em thấy hai cái hình chữ nhật thì cảm giác nó cũng... không có sự khác biệt gì ạ. Nếu em nghĩ cái màu xanh dương sẽ là số 1 và màu đỏ là số 3. Màu đỏ là số 3, màu xanh dương là số 1, rồi cái màu hồng là số 2, đúng không? Rồi, cảm ơn. Rồi, có ai có ý kiến nào khác không mọi người? Dạ, em thì nghĩ là số 1 là màu hồng, số 2 là xanh dương, số 3 thì giống anh Bắc là màu đỏ. Rồi, sao? Bây giờ em giải thích được không? Em nói đúng rồi đó, giờ em giải thích được không? Tại sao? Em luôn, em hay là em á đúng rồi, em nói đúng rồi đó. Có nghĩa em nói hoàn toàn đúng mà. Có nghĩa cái này là số 1 nè. Đó là màu hồng đó, là số 1. Màu xanh blue là số 2 và màu đỏ là số 3. Dạ. Để em giải thích cái màu đỏ trước tại vì nhiều người đồng ý với nó. Dạ. Là màu đỏ là tương quan ngược, có nghĩa là nó theo chiều đi xuống. Thì mọi người có thể thấy là nó cái nào thì nó sẽ tương quan với lại cái ô số 3. Thì cái nào nó nằm ở trên thì nó sẽ kéo hẳn xuống dưới luôn. Nghĩa là nó kéo hẳn với nhau. Ừ. Yeah, vậy có nghĩa là tương quan. Cao đây đúng không? Thì nó sẽ thấp ở bên đây. Đúng không? Đó. Thấp ở bên đây thì cao bên đây. Đúng không? Đó, bởi vì mình nhìn sẽ nhìn thấy là cái dạng cánh bướm như vậy á, thì nó sẽ là anti-correlation đó. Đúng không? Đó. Thì được. Tiếp tục. Dạ, yeah. Còn cái số 2 là cái màu xanh blue á, là mọi người sẽ thấy thì em thấy là nó tương quan, nó giống nhau ở hai cái cột luôn, nghe là bên trái như thế nào bên phải y chang như vậy. Thì mọi người có thể thêm, mình có thể ví dụ một cái data là ở trục tung là giá trị là 1 thì trục hoành cũng là 1, trục tung mà tăng lên thành 2 thì trục hoành nó cũng là 2. Thì lúc đó mình sẽ có một cái đường là y chang cái đường mà y bằng 1 nhân x vậy đó, là cái đường mà dạ. Yeah. Ừ, có nghĩa là nó ngang nhau đúng không? Nếu mà đây thí dụ như là x bằng 0.5 thì bên đây là y cũng 0.5, thì bên đây là nó 0.5 là chính giữa thì bên đây cũng phải là 0.5, bởi vậy nó đường là ngang nhau. Đúng không? Đúng không? Rồi. Xong xuôi rồi, bây giờ còn hình cuối cùng. Dạ, còn đường cuối cùng thì em thấy nó không có theo một cái trend nào hết, có nghĩa là một số điểm thì nó tăng, một số điểm thì giảm. Như vậy mình sẽ dẫn đến một cái là mình sẽ thấy một cái scatter plot là nó không có theo một cái trend nào hết, nghĩa là nó hơi bị lộn xộn. Thì em nghĩ nó là số 1 như vậy. Yeah. Ừ. Ừ. Rồi. Rồi thì đây rõ ràng là Xuân trả lời giống như kết quả đúng không? Ha. Là màu hồng ở đây nó sẽ tương ứng với cái màu hồng ở đây. Đó, màu xanh ở đây nó sẽ tương ứng với cái màu xanh ở đây.
Màu đỏ đây sẽ tương ứng màu đỏ đây. Tới đây thì có hiểu được chưa mọi người? Có thấy ổn không? Dạ hiểu rồi. Ừ. Thì cái này là cái bài mà đáng lẽ của Thiên sẽ nói, đúng không? Ha? Đó cái connection, đúng không? Cái connection, cái connect giữa bên đây với bên đây, chính là cái correlation. Đó, cái này thì diễn tả cho mình correlation, cái này là anti-correlation nè, đúng không? Đó, và cái này thì nó correlation nè, còn cái này thì nó hơi lộn xộn một tí xíu. Đó, giữa cái correlation với lại cái connection. Ok không? Được không? Hiểu chưa? À, cái này, cái hình này là connection là gì? Là nói lại cái bên trái với bên phải. Bên trái bên phải, bên trái bên phải, đúng không? Connection là nói lại, đúng không? Còn cái này là correlation nè. Vẽ correlation ra nè. Ok không? Đó, nguyên một bài đó chỉ có vậy thôi đó, mà nó cũng không chịu giúp tôi nói lại nữa. Rồi. Tới đây ổn không mọi người? Tới đây được không? Mai mốt mình sẽ tùy theo cái nội dung. Nếu mà đây mình có nhiều biến quá thì cái này nó cũng vẽ không ổn, đúng không? Khi cái này thì mình có thể vẽ được 10 cái cột là cùng, đúng không? Đó. Thí dụ như giờ có 100 cái thì mọi người tính sao? Có 100 cái biến ở đây, có va, từ va 1 đến va 4, đúng không? Thì đây mình có là 1, 2, 3, 4, 4 cột. Đó, thì mình còn vẽ được. Giờ có 100 biến thì tính sao? Có 100 biến thì tính sao, Hoàng? Dạ, em cũng đang suy nghĩ đó thầy. 100 biến thì nó... Em đang nghĩ tới heat map mà... heat map đó thầy. Đúng rồi, 100 biến thì vẽ heat map, đúng không? Đó. Mà giờ heat map thì nó đâu có phải thuộc cái cùng giống như cái dạng giống như kiểu này hoàn toàn, đúng không? Đó. Thí dụ như 100 biến heat map thì mình còn ok. Thí dụ giờ 1000 biến thì sao? Thí dụ giờ 1000 biến thì sao, Thiên? Dạ nên em nghĩ số biến nhiều quá thì mình có thể sử dụng phương pháp giảm chiều để mình lấy dữ liệu của thầy. Đúng rồi, em thông minh dễ sợ luôn á, mà em làm biến quá. Em thông minh đúng không? Anh nói tới đâu em cũng ok hết á. Đó, mà không biết là trong đời em có phải suy nghĩ thiệt gì không cho tôi lo dễ sợ luôn á. Mà làm có gì đâu khó khăn. Đó, chỉ cần chuẩn bị nói ra được cái nội dung, cái mà trong cuốn sách nó dạy vậy thì mình đi tìm ví dụ. Đó, nó không có thì mình đi tìm ví dụ. Đó, lên mạng thiếu cái gì, cái này của bản thân tôi cũng đâu có ngồi vẽ đâu. Đó, tôi chỉ lấy vô thôi. Đó, thì bây giờ mình nói cho người ta thành một cái bài tập là người ta đã hiểu được cái nội dung muốn truyền đạt hết cả nguyên cái bài là gì rồi. Dĩ nhiên những cái chỉnh mấy cái trong đây thì mọi người đã học thì phải biết tự chỉnh, đúng không? Ở đây mình chỉ muốn cái nội dung muốn truyền đạt của cái hình thôi, chứ còn hình thức của nó thì mình đã được học trong cái bài của Hoàng rồi, đúng không? Đó, thì mình chỉ muốn truyền đạt cái nội dung thôi, chứ còn cái hình thức thì mình đã được học rồi, có thời gian thì ngồi chỉnh lại cho nó đẹp thôi. Đó, ok không? Tới đây được rồi, đúng không mọi người? Nếu mà nó nhiều quá thì mọi người phải giảm chiều thôi, chứ giờ nhiều chiều quá làm sao dễ thấy được, đúng không? Đó, ví dụ như chin mà nó có cái chin bữa trước mình cũng học, đúng không? Nó có differential chin thì mình vẽ bằng cái volcano. Đó, nếu mình volcano thì mình chỉ thấy được một những mình muốn nhấn mạnh vô mấy cái tên chin nào đó thôi. Đó, thí dụ như giờ mà nó có tới 5000 chin differential expression, đúng không? Thì đâu vẽ heat map thì cái tên nó cũng đâu thấy được, lúc đó mình phải giảm chiều chứ làm sao giờ, đúng không? Tùy theo cái dung lượng của cái data và cái nội dung mình muốn truyền đạt là cái gì thì mình sẽ sử dụng cái hình nào cho nó phù hợp, được không? Ha, rồi. Nhưng mà ở trong đây mọi người nhìn thấy là cái này á, vẽ cái anti correlation nó không có tốt bằng cái hình này đâu mọi người. Đó, tuy rằng nó không có tốt bằng, nhưng mà nó được có một cái là nó cho mình biết được là nếu mà có bốn cái biến này nè, có mối liên quan với nhau, thì mình muốn thử coi là, tôi nói thí dụ như về mặt thời gian đi, đúng không? Thì cái ban đầu á, ở đây thí dụ như nó là tinh trùng, thí dụ vậy, đúng không? Rồi xăm xuôi rồi cái tinh trùng với cái trứng, cái tinh trùng với trứng nó tạo ra một cái noãn, thí dụ vậy, đúng không? Rồi từ cái noãn á, nó tạo thành cái stem cell, đúng không? Cái stem cell nó mới differentiation thành cái metoderm, thí dụ vậy, đúng không? Đó,
thì mình vẽ bốn cái mình muốn coi thử coi là cái đứa nằm ở đây nè, đó nó có biểu hiện rất là nhiều, thì sang bên đây nó biểu hiện nó nằm ở đâu, ví dụ vậy đó, trong cái quá trình mà differentiation đó, đó ha, cái quá trình mà nó thụ tinh xong xuôi rồi nó biệt hóa thành tế bào, ví dụ vậy đó, mình muốn coi coi thử cái đứa này nè, mình sẽ highlight nó lên, đúng không, mình sử dụng kỹ thuật highlight, mình highlight nó lên, nó biểu hiện nhiều nhất ở đây thì qua bên đây nó biểu hiện thấp, và qua bên đây nó biểu hiện thấp dần, và tới bên đây nó không biểu hiện luôn, thí dụ như vậy, đúng không? Đó, chủ yếu là cái câu hỏi mình đặt ra là cái gì thì mình visualize nó lên. Còn ở đây nếu mình muốn thấy được cái anti-correlation á, giữa hai cái biến 4 nè với cái biến 3 nè, thì mình vẽ cái này nó sẽ ok hơn, được không? Đó, đó, bởi vậy là tùy theo cái nội dung mà mình muốn truyền đạt thì mình sẽ sử dụng cái plot nào cho nó phù hợp. Chứ thực chất là mấy cái này nó qua lại nhau được, lật qua lật lại được hết. Đó, đó. Rồi. Rồi, cái bài này là bài của Kim Cương ha, bởi vì Kim Cương chịu khó. Em hiểu cái hình này như thế nào. Ha, đó. Cái này là cái bản đồ vị trí của cái thành phố Lisbon, đúng không? Đó. Với thành phố Rome, đó là thành phố Paris với lại London, đúng không? Cái attraction index này có nghĩa là những cái tụ điểm vui chơi giải trí, đó. Dĩ nhiên là cái heat map nó càng cao thì cái tụ điểm vui chơi giải trí nó càng nhiều, ha, ở những cái thành phố này, đó. Tôi thí dụ, ha, đó. Ví dụ như đây, đậm, đỏ đậm là nó khoảng 20 cái tụ điểm vui chơi giải trí tại cái vùng này. Ha. Còn cái vùng này nó lợt hơn thì nó khoảng có 5, 4 hoặc là 2 tụ điểm thôi. Những cái vùng này giống như vậy. Ok không? Rồi bây giờ em nhận xét cái hình này giúp tôi đi. Dạ. Thì em thấy là ở đây nó sẽ dựa vào màu sắc để nhìn thấy được cái mật độ nó như thế nào. Em nhận xét về nội dung hay là hình thức? Dạ, nội dung. Ok, em làm hình thức trước đi. Dạ. Về hình thức thì em thấy nếu mà gặp bốn cái hình này lại thành một cái hình, nhưng mà để so sánh dễ thì nên những cái trục này em nghĩ là nên scale lại cho nó bằng một cái thước này nó bằng nhau hết thì sẽ dễ so sánh hơn. Ví dụ như tự nhiên cái hình đầu tiên thì em thấy cái màu đỏ đậm này 20, nhưng mà qua cái hình bên tay phải thì em lại phải coi lại cái thước này là nó là 30. Đúng rồi đó. Nếu mà mình muốn so sánh giữa Lisbon với lại Rome á thì mình đâu có so sánh được, đúng không? Tại vì cái màu sắc của nó đều là 30, nó đều là màu đỏ hết, nhưng mà một bên là 20, một bên là 30, đúng không? Một đỏ đậm. Đấy nhỉ? Ừ. Rồi, tiếp tục đi em. Dạ. Còn về phần nội dung á thì ở đây người ta sẽ sử dụng màu sắc để mà người ta nói lên cái mật độ của nó. Mật độ cái khu vui chơi giải trí ha, cái attraction á. Đó, em học luôn cái từ tiếng Anh đi em. Attraction là cái chỗ mà cái chỗ vui chơi giải trí á, ví dụ như là zoo nè, đúng không, sở thú nè, hoặc là viện bảo tàng nè, đúng không, đó, hoặc là chỗ cho mấy trẻ con chơi á, mấy cái chỗ gọi là gì nè, Disneyland đó, ví dụ vậy đó ha, đó, hoặc là chỗ tham quan danh lam thắng cảnh được, nói chung đó, thì người ta gọi là attraction. Dạ. Rồi. Rồi như vậy là hiểu được cái hình này rồi đúng không em? Đúng không? Yeah. Rồi có ai có thêm ý kiến nào nữa không? Có ai có thêm ý kiến nào nữa không? Em nghĩ là mình nên thay đổi cái màu sắc của nó, thay đổi màu sắc của cái thước đó thầy. Em nghĩ là nên thêm cái sự tô vẽ hơn nữa thì mình sẽ nhìn rõ hơn.
Nhưng mà cái đó thì phải tùy vào cái tool của mình có cho phép mình làm cái chuyện đó hay không, đúng không? Thì cái này phải hỏi Kim Cương đó, phải mấy người làm qua rồi thì sẽ biết như thế nào ha. Rồi, cảm ơn Trường. Rồi bây giờ mình đi tiếp câu hỏi kế tiếp ha. Thì trong đây giống như Kim Cương nói vậy đó, đúng không? Cái heat map này đúng không, là nó cho cái mean value của cái attraction index không? Đó, cái map này nó cho mình thấy cái nồng độ đúng không, hay là cái concentration của cái attraction ở trong cái city center đó. Thì những cái vùng này là cái vùng center của trung tâm thành phố của mỗi cái thành phố đúng không? Đó, thì ở đây list những cái mà cái vùng mà trung tâm á, thì nó có cái nhiều cái vùng attraction đúng không? Đó, mà xa ra khỏi trung tâm thành phố á, thì nó sẽ giảm dần. Đó. Lisbon thì nó nằm ở đây nè mọi người, chứ không phải nó nằm chính giữa đâu ha. Lisbon nó nằm ở đây, không tin thì thử Google đi thì biết ha. Còn Rome nó nằm ở đây nè. Đó, Rome với Paris mọi người thấy là mấy cái thành phố mà bự lớn á, thì nó xây dưới cái dạng là hình lục giác. Đó, cái bữa mà mình học cái Voronoi diagram đó, nó sẽ xây theo kiểu đó ha. Để chi? Để nó dễ di chuyển mọi người. Tại di chuyển theo vòng tròn như vậy á, thì nó sẽ không bị kẹt xe ha. Đó, những thành phố mà người ta xây dựng á, đó, thường nó sẽ theo cái cách này giống vậy đó. Rồi, vậy là xong, giải thích xong cái hình này đã hiểu rồi đúng không? Bắt đầu mình mới đi tiếp từ cái hình này. Rồi bây giờ, từ cái hình phía bên tay trái là cái attraction index, là cái nãy hình ở trên đúng không? Và bây giờ mình có hình phía bên tay phải của mình dưới đây ha. Tôi tắt nó luôn đi. Phía bên tay phải của mình ở đây đó. Thì bây giờ comment ở trên cái link plot này ha. Cái hình phía bên tay phải nó là cái mean Airbnb price. Ở đây có ai thuê Airbnb chưa? Ở đây là ai là già nhất vậy? Mình có đây không vậy? Alo. Hình như nay chị Minh vắng thì. Ok rồi. Vậy mình cũng có đây, chắc là Phú là già nhất á. Phú có thuê Airbnb lần nào chưa em? Dạ chưa thầy ơi. Vậy hả? Chưa có khái niệm luôn. Vậy tới trường có thuê Airbnb lần nào chưa em? Chưa, nhiều khổ. Em, nhưng mà có nghe nói qua chưa em? Chưa. Bác, em có thể có thuê Airbnb nào chưa em? Dạ, em chưa. Em cũng chưa hiểu cái này nguyên là gì ạ. Em cũng chưa nghe. Đúng rồi. Okay. Ở đây có ai mặc dù trẻ mà đã thuê Airbnb rồi đâu, nói tôi nghe coi. Dạ, em cũng biết cái này nhưng mà em... em thấy ở Việt, hình như ở Việt Nam không có phổ biến bằng ở nước ngoài hay sao này, nên là em không có chưa sử dụng qua cái này. Và như là cái này như là mình có cái nhà xong rồi mình để ra, xong rồi mình mở dịch vụ như kiểu homestay, xong rồi ai có thuê thì lên ứng dụng thuê đúng không này? Nó như kiểu là trung gian, như kiểu có ứng dụng rồi thuê thôi đúng không này? Đúng rồi, nó giống như Uber vậy đó, giống như Grab vậy đó. Có nghĩa là người cái chủ của Grab, cái chủ của Uber, cái chủ của Airbnb không hề có chiếc xe hơi nào hết. Không hề có cái Honda nào hết, không hề có cái nhà nào hết. Đó. Nhưng mà tôi có nhà ở đây đúng không? Tôi sẽ để lên Airbnb cho cái app nó thuê. Đó vậy đó. Tâm xui thì nó giống như khách sạn vậy đó. Tâm xui là mình là người đứng trung gian, nó đứng trung gian vậy đó. Để làm gì? Có nghĩa là mình không cần phải đóng thuế. Đó. Còn Airbnb thì nó đóng thuế cho cái nước của nó thôi. Bởi vậy là cái giá nó sẽ mềm hơn. Đúng không? Đó. Với lại là cái Airbnb thì do là cái nhà của người dân thì nó sẽ phổ rộng ở khắp nơi luôn. Đúng không? Nó sẽ phổ rộng ở khắp nơi luôn. Chứ không phải là, em cũng biết là khách sạn thì đâu có ai mà có nhiều tiền mà xây ở mỗi một cái phường hay là một cái xã là một cái khách sạn đâu. Đúng không? Nó chỉ có trung tâm thành phố thôi. Nhưng mà mọi người nhìn đi. Ở đây là nguyên một cái bự luôn á. Thì nó đều có cái Airbnb hết. Cái giá của Airbnb nè. Ở khắp nơi luôn nè, nhìn thấy không? Đó, có nghĩa là nhà của dân thì cũng giống như nhà của tôi, thí dụ như là tôi ở, nhà của tôi có 4 phòng, đó, nhưng mà tôi đâu có ở hết, đúng không? Tôi cho thuê lại 1 phòng hay là 2 phòng gì đó,
đúng không? Hoặc là tôi cho thuê nguyên căn đó cho Airbnb, thuê nguyên căn đó gì đó, thì nó sẽ distribute cái giá rồi mình làm đủ thứ cho mình đó, nó quảng cáo hay là gì luôn. Thì cái này là từ Iceland đó mọi người, cái ý tưởng này ha. Đó rồi, hình như ở Việt Nam mình có mấy chung cư cũng có thầy, hồi trước khách em mình nó cũng nó mấy người mà không ở khách sạn xịn xịn 5 sao đồ á, như em thấy cũng ở quận 2 và quận 4 là có mấy chung cư người ta làm cái này này, người ta cũng để mua chung cư xong người ta làm cái kiểu mà cho thuê kiểu Airbnb ấy này, mà em thì chưa có xài. Em chỉ biết thôi. Dạ. Cái mốt mọi người đi du lịch thì xài cái Airbnb nó tương đối là nó rẻ, nó mềm hơn, với lại là mình thuê nguyên căn mình có thể nấu nướng được. Mình nghèo mà, đúng không? Mình đâu có tiền đâu mà vô khách sạn ăn. Ví dụ mọi người qua Sydney chơi, ví dụ vậy đúng không? Thì mình đi 4-5 người bạn đi chơi 10 ngày, ví dụ vậy, đúng không? Hoặc là 2 tuần. Đó, thì mình chỉ mua cái thẻ Opal Card là đi tàu á. Đó, 1 ngày 16 đô. Mình đi ở đâu cũng được, đi cả ngày luôn. Đó, cứ 5 phút đi tàu một lần, 5 phút đi tàu một lần. Thì mình mua một cái Opal Card thì 16 đô một ngày. Muốn đi bao nhiêu cũng được, 24 tiếng kia 24 tiếng luôn. Có 16 đô. Và một tuần lễ thì là 65 đô. Đó. Thì mình mua cái đó rồi cộng thêm với lại mình thuê cái Airbnb trong nhà. Người ta có bếp ga, có nồi niêu son chảo, có giường đồ cho mình hết. Dĩ nhiên nó không có đẹp như khách sạn. Đó. Nhưng mà nó đầy đủ hết. Thì mình đi chợ, vô lì, mình về nhà mình tự nấu ăn. Đúng không? Thì giảm không biết bao nhiêu tiền. Hiểu không? Đó. Thì cái này thì nó có cái ưu điểm là như vậy. Hình dung vậy được không? Giống tôi đang dạy cái bài đi du lịch vậy. Rồi. Ai gỡ tin nhắn gì liên tục vậy mọi người? Bị rớt mạng hay sao vậy? Tin nhắn của thầy chứ phải tin nhắn của nhóm thầy. Ok rồi, chạy nhé đi em. Rồi, thì bây giờ xong rồi, hiểu được không? Cái này cái giá của Airbnb. Bây giờ mọi người nhìn vô cái link plot. Link plot có nghĩa là cái hình phía bên tay trái với hình phía bên phải là nó diễn tả cùng một thành phố, đúng không? Nhưng mà nó heat map hai cái. Một cái là cái attraction index, một cái là cái Airbnb price, đúng không? Cái giá cả của cái khách sạn. Nhìn trên kết quả này xong xuôi rồi mọi người có rút ra kết luận gì? À, bây giờ tôi không quan tâm tới hình thức nữa, mà bây giờ chỉ quan tâm tới nội dung thôi. Thì bây giờ có ai có thể giúp tôi được không? Kim Cương, em là người làm cái bài hôm nay đó. Em đọc cái hình này, em nói cho mọi người nghe nha. Dạ, thì em thấy cái này nó diễn tả ở nhiều cái khu vực khác nhau, nhưng mà trong cùng một cái thành phố thì mình thấy được là cái dịch vụ này, cái giá hả? Cái giá, đúng rồi, cái giá khách sạn đó, Airbnb là giá khách sạn đó. Nhưng mà cái kiểu khách sạn này, khách sạn theo kiểu mà nãy tôi nói đó, giống như homestay giống như vậy đó. Nhưng mà homestay thì nó khác hơn, có nghĩa là cái chủ đó đứng ra mướn luôn. Còn cái Airbnb này nó, cái chủ không có đứng ra mướn, nó không có liên quan gì đó. Giống như tôi có người tới ở, chứ không tôi không có biết gì mấy người đó đó. Mấy người đó lấy chìa khóa rồi trả tiền hay là gì thì nó trả trên app đó, chứ nó không có trả tiền mặt cho tôi cũng không biết là nó là ai hay sao hết, tôi không liên quan gì hết. Dạ, thì em thấy là cái này khá là phổ biến. Cái gì khá là phổ biến em? Dạ, cái đầu tiên là cái quy mô của cái hình thức này á, thì khá là phổ biến nó. Và cái giá nó thì nằm ở khoảng khoảng trung bình thì khoảng 400 cho tới khoảng 500. Nhưng mà em thấy mỗi cái hình thì nó có cái giá cái màu đỏ đậm thì nó khác nhau. Rồi. Rồi. Cảm ơn Kim Cương. Có ai có nhìn vô cái hình này có ý tứ gì không? Em thấy cái attraction index này nó tương quan cùng với là min e
Airbnb Rise. Ừ, đúng rồi đó. Có nghĩa làm sao em? Tương Quang Thuận nói một cách mà dân dã hơn thì có nghĩa làm sao em? Là ở chỗ nào mà nó tập trung nhiều khu vui chơi nhất thì cái giá mà thuê phòng nó sẽ cao hơn. Tại sao vậy? Cao nhất. Dạ. Tại sao vậy? Thì nhiều khu vui chơi thì mọi người thì cứ có xu hướng là thích ở gần những cái khu vui chơi thì em nghĩ là do cái gọi là sao? Đúng rồi, cái chuyện nó đơn giản thôi đúng không? Chỗ nào có nhiều chỗ vui chơi, người ta đi du lịch thì người ta tới, người ta thuê phòng thì phải có chỗ chơi người ta mới tới chơi chứ tự nhiên người ta vô rừng để thuê phòng hả? Đúng không? Hiểu không? Cái đó này nói lên ý đó đó, chính xác luôn đó, cảm ơn Trường. Chỉ đơn giản giống như vậy thôi à. Đúng không? Thì chỗ nào có nhiều chỗ khu vui chơi thì chỗ đó cái giá phòng nó cao hơn. Đúng không? Đó thì tại thì người ta đi chơi, người ta đi du lịch mà. Thì người ta phải tới chỗ có attraction để người ta tham quan, người ta ở, người ta đi lại cho nó tiện. Đúng không? Đó. Dĩ nhiên là bây giờ nếu mà mình không có tiền, đúng không? Mình không có tiền thì giống mình nãy tôi nói gì đó, mình chịu khó mình đi mua cái Oppo card $16. Ví dụ thuê tới đây là mỗi ngày trung bình á 500 cộng cho 0, ví dụ vậy đúng không? 500 cộng cho 200 là 700, 700 chia đôi ra là cũng là $350 một ngày. Đúng không? Thì bây giờ mình chỉ tốn $16 một ngày thì mình thuê xa ra mình đi tàu vô. Đúng không? Mình phải bỏ ra hai thứ thôi à. Ít tiền. Đó thì mình phải chịu mất thời gian nửa tiếng hoặc 45 phút đi tàu, giống như từ nhà tôi đi tàu vô. Đó 45 phút. Đúng không? Đó, còn mình có thẻ $16, mình tốn $16 với lại mình tốn ít tiền thôi. Đó thì ở bên ngoài thuê thì chỉ có 100 thôi, $100 thôi, mình á 350 mà mình trừ cho $100 thì mình đã tiết kiệm được $250 rồi. Đúng không? Mình chỉ tốn thêm có cái $16 tiền đi lại thôi. Đúng không? Thì mình trade up thôi. Đúng không? Mọi người thấy rõ ràng đó, mình trade up có nghĩa là bây giờ ít tiền thì đi xa. Đó. Nhưng mà mình đang đi du lịch mà mình đi xa cũng đâu có sao. Đúng không? Mình đi tham quan thánh cảnh luôn để mình biết được vùng ở ngoài sống làm sao. Đúng không? Ngoại thành sống làm sao, nội thành sống làm sao. Đúng không? Còn nếu mà mình giàu thôi mình thuê trung tâm. Đó. Nhưng mà trung tâm xe hơi chạy ngày đêm luôn á, mọi người ngủ được thì ngủ được chứ còn tôi hồi xưa tôi khó chịu lắm mọi người. Đó. Biết sao lâu lâu ở Sydney điên đó mọi người, nó chạy xe, nó mua cái xe mà Bosch của Đức á, đó là nó gần 300 mấy ngàn đô đó mọi người. Nó ồn, mình đang ngủ mình giật mình vậy đó. Ở city thì nó có nhiều điên giống vậy, còn ở ngoại thành thì nó ít hơn. Ở ngoại thành thì mọi người cũng biết là có nhiều công viên hơn, đúng không? Đó, mình chịu đi 40 phút, 35-40 phút ví dụ vậy đó, thì mỗi lần mình đi chơi thì mình vô city mình chơi, đúng không? Đó thì cái đó là cái trade up, đúng không? Đó thì ở city thì giá cả đắt đỏ, nó có nhiều cái khu vui chơi giải trí thì nó đắt đỏ hơn. Được chưa? Nhìn cái này thấy ok không? Hiểu được rồi đúng không? Cái ý chính là hiểu được tới đây chưa? Vấn đề người ta gọi là cái link plot là nghĩa, link là link giữa hai cái hình qua. Đúng không? Mọi người thấy chỗ này đậm nè. Đó có nghĩa là nhiều khu vui chơi nè, thì chỗ này cái giá của Airbnb cũng mắc nè. Chỗ này đậm nè, ở Rome là đậm nè, có nhiều cái bảo tàng, cái chỗ mà khu cái nhà thi đấu mà không phải nhà thi đấu mà cái nhà đó là gọi là gì á, đấu trường đổ này kia đó ở Rome đó ha, thì chỗ này nó đậm hơn nè, thấy không? Đó thì lúc nào nó cũng vậy, là cái link drop để cho mình thông tin giống như vậy. Rồi bây giờ ngoài cái thông tin đó ra, đúng không, thì mọi người còn thấy thêm cái thông tin nào nữa? Ngoài cái thông tin đó ra thì mọi người còn thấy thông tin nào nữa? Cảm ơn Trường rất là nhiều. Dạ, em thấy là mấy cái tụ điểm giải trí thì nó thường gần sông với biển đó thầy. Cái đó là một cái mà
Bình thường thì mọi người cũng biết đúng không, cảng biển, những cái chỗ mà cảng biển thì thường nó nằm ở bên ngoài đúng không, thì nó sẽ có nhiều cái khu vui chơi giải trí hoặc là nhiều cái hoạt động. Với lại con người mình cũng vậy đó mọi người, đó chọn cái chỗ nào hoặc là cảng biển hoặc là cảng sông đó, hoặc là gần gần bên bờ sông đó, để làm chi, để kinh doanh buôn bán và có nước ngọt để uống đúng không, đó thường sẽ là như vậy đó. Rồi ngoài cái đó ra còn gì nữa không? Rồi nếu mà ai mà có dự thi với cái bài mà bữa trước á, của bạn Nhường á, mà lạ lùng quá ha, hai cái môn này mình dạy cho hai cái đứa bên Tân Tạo mà không có đứa, hai cái đứa Tân Tạo nó không thèm vô học mọi người, buồn cười quá ha. Nhường với lại Giang á, lạ lùng. Rồi nhưng mà thôi kệ nó đi. Rồi mọi người nhìn thấy ở ở ở trong cái hình này đúng không, một cái đặc điểm là nếu mà bây giờ ở chỗ cái xã này nè, hoặc là cái phường này á đó, nó có cái giá cao đúng không, thì kế bên của nó cũng giá cao đó. Còn cái đứa này ở đây nè, ngay chỗ mấy chỗ này nè, giá nó thấp thì kế bên nó cũng giá thấp đúng không, chỗ này nó giá cao kế bên nó giá cao, ở chỗ này nó giá hơi thấp thấp một tí xíu thì kế bên nó cũng thấp. Mọi người có thấy cái đặc điểm không, cao thì xung quanh là cao, mà thấp hơn tí xíu thì xung quanh là thấp hơn, mà thấp thì xung quanh là thấp thiệt thấp. Mọi người thấy có thấy cái pattern đó không? Cái này người ta gọi là autocorrelation. Chứ hôm bữa trước trong cái bài thi về thời gian nó cũng giống như vậy nữa. Đúng không? Đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thí dụ cổ phiếu nó đang tăng lên đúng không? Bữa nay nó bắt đầu tăng, bữa sau nó cũng tăng lên tí xíu, bữa sau nó cũng tăng lên tí xíu, mà nó giảm thì bắt đầu nó cũng giảm tí xíu và giảm tí xíu. Đó, nó có cái nồng độ của nó xuống đúng không? Đó thì cái này cái kia bữa trước mình có cái autocorrelation theo về cái time đúng không? Đó bữa nay là mình có cái spatial, spatial là cái không gian, bữa kia cái thời gian mình cũng có cái kiểu giống như vậy đúng không? Mọi người thấy là rõ ràng cổ phiếu thì nó không phải từ từ dưới mà nó tăng lên từ từ đúng không, chứ đâu có cái tự nhiên thẳng đứng đâu, đâu có đúng không, nó theo từ từ theo thời gian đó, và nó giảm nó cũng giảm từ từ theo thời gian đúng không. Những cái gì mà cái ngày hôm qua đó, cái giá trị của hôm nay sẽ phụ thuộc vào ngày hôm qua đó, và giá trị của ngày mốt nó sẽ phụ thuộc vào bữa nay đó, nó có liên quan với nhau, nó gọi là cái đó time đúng không, theo thời gian, và cái này là theo không gian đúng không. Mọi người thử hình dung như đi, quận 3 với quận nhất tụi nó giáp danh với nhau đúng không, đó thì tụi nó cái giá ăn nó đó đắt đỏ mà cũng thấy rồi đó đúng không, quận 3, quận 5 đó giáp danh với nhau đó, nó giá ăn nó đắt đỏ, cái bắt đầu lan ra tới chẳng hạn như quận 6, quận 11 đó thì giá nó rẻ dần ra, những cái giá trị mà nó mắc đó, thì nó gần với nhau, cái này tôi nói ở ở Sài Gòn đúng không đó, còn Hà Nội cũng vậy đó, ra tràng tiền một cái kem đó, nó đắt hơn gấp 5, gấp 6 lần khi mà lan tới Kim Liên. Ví dụ vậy. Đó. Ở Tràng Tiền có kem Tràng Tiền, có ai đi ăn thử chưa? Đắt lắm mọi người. Đó. Nhưng mà đi ra xa cũng kem cũng giống vậy. Rẻ bèo nhèo luôn. Thiệt. Đó nhà phố Huế, đổ ngoài Hà Nội tôi đi tôi biết hết. Đó. Vô tiệm ăn đắt thì có đắt luôn. Chứ còn mà ở chỗ của tôi, chỗ Kim Liên á, dệt mùng 8 tháng 3 kế bên có cái chợ á, rẻ hơn gấp 4, gấp 5 lần luôn đó mọi người. Sáng sớm á, có lần đi ăn sáng ngoài kia hết hồn. Đó. Thì cái ở đây cái giá đó cũng vậy. Cái đó là autocorrelation. Nó tự à. Nó theo một cái lý do gì đó mà nó chi phối chuyện đó về mặt địa lý. Đúng không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ học hiểu về cái đó. Đó. Thì mọi người cũng nhìn thấy đây nè. Ví dụ như cái màu xanh tự nhiên cái xung quanh của nó màu xanh không à, đó là nó có cái autocorrelation nè,
đó, đáng lẽ tôi kêu mọi người nói nữa nhưng mà thôi đó. Thì còn cái màu đỏ thì tự nhiên nó đi với màu đỏ với nhau, nó có auto correlation về mặt địa lý, đúng không? Còn cái này thì không có auto correlation, nó hỗn độn hết trơn, nó không có auto correlation. Còn đây giá nhà nè, mọi người nhìn thấy đây nè, giá đây đắt đỏ, đúng không? Kế bên nó cũng đắt đỏ, 23.000, 18.000, 21.000, đó, 16.000, đó. Nhưng mà giá đây nó rẻ dần 15.000, 15.000 tới 14.000, đúng không? 15.000, những cái rẻ thì nó gần nhau, đó. Còn những cái đắt đỏ thì nó gần với nhau, đúng không? Tại sao vậy? Tại vì đây có một cái gì đó, chẳng hạn như là nó có tàu điện, nó có nhiều chợ búa, ví dụ vậy, đúng không? Đó, còn trong đây nó không có, ví dụ vậy. Đúng không? Đây sa mạc nhiều hay sao đó, đúng không? Đó, cái vùng địa lý nó sẽ chi phối mấy cái chuyện này, nó gọi là auto correlation, được không? Ok không mọi người? Dạ được thầy. Rồi, vậy làm sao mình đo đạt được? Làm sao mình đo đạt được, đúng không? Thì người ta phải nghĩ cách người ta đo đạt cái sự correlation này. Chứ mình có Pearson correlation vậy đó, đúng không? Thì bữa nay mình có cái auto correlation, mình phải đo đạt nó. Thì giờ mình đo đạt nó bằng cách nào? Người ta sử dụng cái Maranzai, người ta sử dụng cái Maranzai này. Cái Maranzai này nó cũng y như là Pearson correlation vậy đó. Cái Maranzai correlation này nó cũng chạy từ -1 cho tới 1, đúng không? Càng gần 1 thì cái sự auto correlation này càng nhiều đó, và càng về -1 thì nó sẽ càng khác đó, càng về 0 thì nó không có correlation gì đó hết. Thì cái này mọi người cũng có, là thí dụ như giờ tôi vẽ đây là cái income của theo cái data này nè đó, cái này income của từng cái vùng, của từng cái vùng của một cái đất nước, thí dụ vậy đó. Cái income là lương á, một năm đó, tính theo năm đó. Thì mọi người thấy là cái income rồi xong xuôi rồi, người ta lấy cái neighboring income, cái mean của cái neighboring income. Có nghĩa là thí dụ như giờ income của cái này là 23.000, đúng không? Cái mean của 21 cộng cho 16 cộng cho 18 chia 3, đúng không? Tại neighbor của nó đây mình có 3 đứa là neighbor thôi, không tính mấy khác kệ đi nha, bỏ qua đi. Ở đây có thêm 20 nữa, 20 cộng thêm 18 cộng 16 cộng 21 chia cho 4, đúng không? Là mean của neighbor, đúng không? Đó, chia cho 4. Thì bây giờ mình nhìn vô trong cái 23 là cao nhất, đúng không? 23.000 là cái đứa này nè. Đó, thì mean của mấy cái đứa đó là 19.000. Bản thân của nó là 24.000. Mean của mấy đứa xung quanh đó là 19.000. Đó, và mình cứ vẽ hết cho tất cả các điểm ở đây. Thì mình nếu mà mình vẽ được á, thì cái ra cái đường này á, cái slope của nó chính là cái Maranzai. Có nghĩa là cái Maranzai correlation của nó mình tính ra được 0.377 nè. Đó. 0.377 này thì nó lớn hơn 0, đúng không? Và nó nhỏ hơn 1. Đó, thì này là mọi người thấy là trong cái data này có correlation. Nhưng mà correlation này nó không phải là dữ dội, nhưng mà nó có, đúng không? Đó, là cái Maranzai là 0.377. Ok không? Người ta đo đạt bằng cái này, bằng cách là fit cái least square, cái partial, ở cái ordinary least square regression, để người ta tìm được cái Maranzai. Nó có công thức để tính đó mọi người. Nhưng mà ở đây nói để cho mọi người hiểu là cái Maranzai là nó cũng giống như Pearson correlation vậy. Nhưng mà nó đo đạt cái auto correlation này bằng cách là gì? Vẽ ra, không, làm cái regression trên cái data giữa cái giá trị x với lại cái giá trị mean của tất cả những cái đứa nào mà xung quanh cái giá trị x đó. Tới đây được không? Tới đây được không? Tới đây được không bác? Ok. Cảm ơn em. Có ai muốn hỏi gì không? Có ai muốn nói gì không? Dạ em cũng thấy ổn rồi. Bây giờ học hiểu để chi, để mình mốt áp dụng vô, đúng không? Thí dụ như nãy nói là nuôi tôm, đúng không? Nuôi tôm
bây giờ có mấy tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang, xong xuôi rồi Cần Thơ, Đồng Tháp, rồi An Giang, rồi này kia, đúng không? Mình chia từng tỉnh, mình chia ra thành những cái nhỏ hơn nữa, đúng không đó? Xong xuôi mình coi coi mấy cái con số nuôi tôm, mình coi coi thử coi là những cái vùng nào mà nuôi tôm nhiều nó sẽ kế bên vùng đó, có đó không? Em nghĩ là có không vậy Thiên? Dạ em nghĩ là có, tại vì thứ nhất là về vấn đề môi trường thầy, thì xây lưng sang lưng tôm nó còn phụ thuộc vào môi trường nước, cho nên là những cái vùng nhiễm mặn đúng không, thì cái chỗ dạ. nào nó nhiễm mặn thì mới nuôi được, chứ giờ tạo hồ nhân tạo mặn thì có mà chết à, đúng dạ. không? Dạ. Ừ. Rồi còn kim cương ở chỗ của em, Đồng Tháp chỗ của em có nhiều chôm chôm, thì những cái vùng xung quanh thì sao? Ở trong Đồng Tháp thôi, ví dụ như trong Đồng Tháp có tới mấy hai thành phố rồi đúng không? Một thành phố là tên gì vậy? Dạ ở Đồng Tháp có ba thành phố là thành phố Cao Lãnh, thành phố Hồng Ngự và thành phố Sa Đéc. Ừ. Thì em không biết, nhưng mà em biết xoài thì thường những vùng lân cận ở đây trồng xoài cũng nhiều đó thầy. Ừ. Ừ. Đó thì mọi người thấy là cái gì nó cũng có cái autocorrelation đó, nhưng mà có ít có nhiều thì mình tính nó ra, đúng không? Mình tính cái bản thân của nó, thí dụ như đây trồng nuôi tôm là có 23 cái ruộng tôm, đúng không? Ở trong cái thị xã này, đúng không? Cái mình coi những thị xã xung quanh đó, một bên có 18 ruộng tôm, một bên có 20 ruộng tôm, một bên có 16 ruộng tôm, một bên có 21 ruộng tôm, lấy trung bình của nó ra thì mình được cái trục y là cái trục trung bình mean của neighbor, đúng không? Và bản thân của nó đó, mình vẽ ra được cái này rồi xong xuôi mình làm cái regression. Cái này không biết làm hả, là tôi lấy cái thước tôi đánh cho hả? Làm cái regression thì cái slope của regression này nè, nó chính là cái Moranzai, đúng không? Nó đo đạt đó cái Moranzai correlation ha. Mai mốt nếu mà mọi người có muốn học nữa tôi sẽ dạy, tại cái này có riêng một cái có một cái riêng cái môn học về cái này nữa mọi người, một cái môn học về không gian, một cái môn học về thời gian nữa ha. Đó, tại hồi xưa tôi làm á, trong cái chỗ là làm ở bên nông nghiệp ở bên Đức á, nó làm là nó không, thí dụ nó trồng á mọi người, đó nó trồng mấy cái cây, mấy cái này mấy kia, nó không có đi, nó không có đi thăm vườn giống như ở Việt Nam mình đâu. Nó lấy mấy cái hình ở trên vệ tinh á, nó chụp rồi xong bắt đầu mình phân tích mấy cái màu lá này nè, ở trong mấy cái màu sắc của cái đó để mình biết được là tới đó để mình, thí dụ lá nó màu vàng thiếu kali đúng không, tới đó bón kali, đó vậy nó đẩy con robot đi nó bón kali cho cái vùng mà khoanh lại á, đó vậy đó, thì cũng tính cái correlation. Mà ở đây là cái Moranzai này nó là global correlation, nó còn có cái local correlation nữa ha. Nhưng mà ở đây dạy cho mọi người hiểu vậy thôi, hiểu cái data vậy thôi ha. Còn muốn học có một cái môn học nữa. Rồi, vậy là tới đây hiểu được ít nhất là mình có thể đo đạt được những cơ bản như vậy ha. Cái này là cơ bản nè mọi người. Rồi ở đây là một cái hiểu cái slot của nó rồi đúng không? Cái attribute của mình là cái gì? Và cái slug nghĩa là cái neighbor của nó ha. Đó, cái neighbor của nó, cái giá trị mean neighbor của nó thì mình vẽ được. Cái này là có cái Moranzai là 0.35, đúng không? Nó chính là cái slope của cái đường này á, cái đường regression cho cái data này. Đó. Rồi, vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi. Có ai hỏi gì nữa không? Mọi người học vậy thấy toán học có hay không? Có học cái gì cũng làm được, mọi người thấy không? Đó, cái bình thường của mình nhìn thấy bằng mắt, đúng không? Đó, cái tự nhiên diễn đạt lại thành toán, cái thành một con số mọi người. Mọi người thấy là hồi đó mình học toán mình không biết ứng dụng á, thì mình cứ nói trời học toán làm cái gì? Đúng không? Đó, tại vì không hiểu, ông thầy ông dạy dở ẹp. Đó thì không hiểu. Đó thì mới nói học toán để làm gì. Chứ bây giờ học toán là mọi người thấy không? Tự nhiên có cái data giống vậy đúng không? Mọi người cũng thấy nè, nhìn vô trong cái data giống vậy thì mình thấy được là cái này là 0.377 đó.
tụi nó giống nhau đó, những cái đứa xung quanh tụi nó giống nhau cỡ 0.377 đó. Đúng không? Đó thì học toán thì phải dạy giống vậy nè, thì người ta học người ta mới hiểu được, người ta mới thích, đúng không? Chứ còn ở Việt Nam mình không dạy vậy đó, bởi vì mình cứ nhiều đứa cứ nói học toán làm gì. Rồi